một nhân vật được ví như cuốn bách khoa toàn thư sống. Người được biết đến với khả năng ghi nhớ tuyệt vời, từng gây bão mạng trong chương trình Siêu Trí Tuệ với số điểm tuyệt đối 140, chỉ 3 phút 42 giây ghi nhớ 50 dữ kiện. Câu chuyện về một chàng Gen Z với nhiều thành tích nổi bật. Thí sinh chung kết đứng lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Giải nhất cuộc thi tự hào Việt Nam năm 2017. Một trong 6 người đại diện Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế trong Siêu Trí Tuệ mùa đầu tiên. Top 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu năm 2019. Giải nhất khám phá trí tuệ 2019 tại trại hè K63 trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên gia của sự trợ giúp hỏi ý kiến những nhà thông thái của chương trình Ai là triệu phú. Thần đồng từ năm 3 tuổi. Khả năng suy luận logic. Am hiểu kiến thức đa dạng nhiều lĩnh vực. Đại sứ tiếp sức mùa thi 2023. Đam mê lịch sử, nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu. Siêu Trí Tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Hãy đến với buổi giao lưu cùng Siêu Trí Tuệ Hà Việt Hoàng trong khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 năm 2023. Các bạn khóa sinh ơi! Hãy cùng anh gửi lời chào tới quý vị đang xem chương trình trực tuyến ngày hôm nay nhá. Chúng con xin chào tất cả mọi người ạ. 1, 2, 3. Chúng con xin chào tất cả mọi người ạ. Và các bạn khóa sinh thân mến, vừa rồi thì các bạn đã được xem một video ngắn giới thiệu về nhân vật khách mời ngày hôm nay. Các bạn có cảm thấy háo hức khi gặp nhân vật này không ạ? Và ngay sau đây xin mời các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Siêu Trí Tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng sẽ đến với chương trình Đường Tới Đích, giao lưu cùng Siêu Trí Tuệ Hà Việt Hoàng. Các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Hãy vỗ cao cánh tay của mình lên ạ. Và các bạn khóa sinh, cho anh xin một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, lời đầu tiên thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như gần 6.000 các em khóa sinh, cũng như cả anh chị tình nguyện viên, gửi lời chào thân thương nhất đến với Hà Việt Hoàng đã đến với chương trình của Chúa Vàng ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời Hoàng sẽ gửi lời chào đến các bạn khóa sinh cũng như tất cả mọi người ạ. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào tới các anh chị tình nguyện viên và các anh chị chủ nhiệm lớp cũng như là toàn bộ hơn 6.000 các bạn khóa sinh đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay, một con số quá là lớn. Vâng ạ, bây giờ thì xin mời Hoàng sẽ cùng ngồi vào ghế khách mời và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Các bạn đồng ý không ạ? Vậy thì cho anh xin một tràng tay lớn hơn nữa đi ạ. Thưa các bạn, là vừa rồi thì các bạn cũng đã được xem một video gọi là trailer giới thiệu về anh Hoàng rồi đúng không ạ? Vậy thì cho phép Dương xin được phỏng vấn Hoàng ít câu nho nhỏ, là không biết là đây có phải là lần đầu tiên Hoàng đến với Chùa Vàng hay không, và cảm xúc của bạn ngay lúc này như thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên mà mình có cơ hội được đến với Chùa Ba Vàng. Đây là một cái vinh dự rất là lớn, tại vì từ trước đến giờ thì mình vẫn luôn biết về những cái khóa tu của Chùa Ba Vàng có một cái quy mô rất là lớn như thế này. Mình cũng rất là vui vì có một cơ hội được đến đây và được đồng hành với tất cả mọi người trong một cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Thực sự là chưa bao giờ mình có cơ hội được ngồi để mà nói chuyện trước một số lượng lớn các bạn trẻ như thế này. Hơn 6.000 bạn, đấy là một số lượng mà thực sự ngay từ đầu mình cảm thấy rất là bất ngờ rồi. Vâng, Hoàng ơi, đây mới chỉ là gọi là khoảng 2/3 số lượng thôi. Thế còn 1/3 số các bạn khóa sinh chúng ta cũng đang ngồi trên đại giảng đường tầng 2. Vì số lượng các bạn rất là đông và không thể đủ để ngồi hết trong một tầng được. Đấy, và xin bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn các bạn khóa sinh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vậy thì cho Dương xin hỏi thêm một chút. Đấy là Hoàng có thể giải thích sâu hơn là vì sao mà Hoàng được gọi là Siêu Trí Tuệ Việt Nam hay gọi là Bách Khoa Toàn Thư Sống được không ạ? Vâng, Dương cũng rất là thắc mắc cái điều này, thì các bạn có thắc mắc không ạ? Vâng ạ, bây giờ thì xin mời Hoàng sẽ chia sẻ thêm một chút ạ. Thực ra thì mình cũng thắc mắc mà. Không, nói vui vậy thôi, đấy là vào năm 2019, cái đấy 4 năm thì mình có may mắn được tham dự một chương trình truyền hình. Nó là Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa đầu tiên.
Và cũng rất là may mắn khi mình cũng đã có được một số những cái hành trình đáng nhớ trong chương trình đó, và được mọi người ủng hộ, được mọi người dõi theo. Và cái cụm từ siêu trí tuệ nó đi phía trước cái tên của mình ấy, nó cũng không hẳn là một cái danh xưng, nó là một cái cột mốc để mà khi mà mọi người nhắc đến thì mình sẽ nhớ lại rằng là nhờ có những cái sân chơi như thế mà mình có may mắn được mọi người biết đến. Thì còn về cái biệt danh Bách Khoa Toàn Thư Sống thì thực sự nó cũng hơi, nói chung là nó cũng hơi nặng đấy. Mình cũng không dám nhận mình là một người biết quá nhiều. Thực ra thì không ai trong số chúng ta có thể nhận mình là một người biết nhiều hay là một cuốn bách khoa cả. Mà có lẽ cũng bởi vì những cái gì mà mình thể hiện ở trên sân khấu thì mọi người có một cái ấn tượng tốt về cái kiến thức, về cái khả năng xử lý chẳng hạn. Thì mọi người đặt cho mình cái biệt danh như vậy, nó cũng là một kỷ niệm rất là vui. Vâng ạ. Cảm ơn Hoàng. Đúng là những người giỏi thì các bạn có thấy khiêm tốn không ạ? Vâng, rất khiêm tốn đúng không ạ? Và thưa Hoàng, là đến với chương trình ngày hôm nay ấy, thì các bạn khóa sinh trong cái khóa này thì là gồm các bạn đang học lớp 9 này, lớp 10 và lớp 11 và trong giai đoạn chuyển cấp nữa. Đấy, thế thì cũng rất là mong muốn rằng là làm sao mà trong buổi ngày hôm nay Hoàng có thể chia sẻ nhiều hơn những cái kinh nghiệm hay là những cái trải nghiệm của Hoàng đã trải qua trong một cái quãng thời gian mà Hoàng đi học này, rồi Hoàng phấn đấu. Dương cũng được biết rằng là Hoàng có những cái thành tích học tập rất là lớn và gọi là ấn tượng. Đấy, ví dụ như là Hoàng đi thi Olympic này, đấy, Olympia, hay là cuộc thi siêu trí tuệ, thì Hoàng có thể chia sẻ một chút về cái việc mà làm sao để mình đạt được cái kết quả cao như vậy không? Hay là hành trình mình đến với được cái vị trí đấy thì làm thế nào để mình đạt được cái điều đấy? Thực ra mình nghĩ rằng có một cái mà tất cả các bạn ở đây đều có, đấy là ước mơ. Chắc chắn các bạn đều đã từng có hoặc là đang có một cái ước mơ trở thành một cái người nào đó, làm một cái công việc gì đó chẳng hạn. Thậm chí có những bạn mà ngay từ khi còn nhỏ các bạn đã muốn trở thành một bác sĩ, một giáo viên, một tỷ phú, cái này ai cũng muốn. Hay là như mình thì ngay từ khi mình học lớp 1, 10 năm trước khi mình tham dự Olympia, thì mình có xem được một cái cuộc thi chung kết năm, đó là năm 2005, chắc là lúc đấy là các bạn ở đây vẫn còn đang ở trên mặt trăng. Thì cái anh mà vô địch cái năm đó cũng tên là Hoàng, thì mình có nói chuyện với mẹ mình. Thực ra mình không biết tại sao mà một cậu bé 5 tuổi có thể nói được cái câu đấy. Đấy là mình nói rằng là mẹ tin là sau này con sẽ lên đấy con vô địch như anh Hoàng này không. Thế là mẹ mình cũng rất là kiểu tôn trọng cái câu nói đấy bằng cách là trả lời là con ơi, chỉ cần con được lên trên đấy là mẹ vui lắm rồi. Thế là lúc đấy là mình mới kiểu là cái việc mà lên trên đấy thì được, con làm được mà. Thì suốt cái 10 năm đấy thì mình, đấy là một cái mục tiêu để mà mình cố gắng phấn đấu để biến nó thành sự thực. Thì mình nghĩ cái quan trọng đấy là mình có mục tiêu và mình phấn đấu cho nó trong một khoảng thời gian dài thì cái kết quả nó sẽ đến. Vâng. Quả thật đây Dương nghĩ rằng đây là một mục tiêu khá lớn đấy, là mình đặt mục tiêu trong vòng 10 năm, tức là khi mà Hoàng tiếp cận với Olympia thì đã là từ năm lớp 1 rồi. Thế thì trong chốt quá trình đấy thì Hoàng có một cái gọi là nguyên tắc gì riêng trong mình hay không, hay là cách làm thế nào để mà trong 10 năm đấy mình vẫn giữ vững được cái mục tiêu đấy của mình để mình đạt đến thành công? Mình nghĩ rằng quan trọng nhất đấy là các bạn phải biết các bạn là ai. Tức là mình phải biết cái khả năng của mình đến đâu. Mình không thể đặt một cái mục tiêu gì đấy quá xa so với cái khả năng của mình, nhưng mình cũng không nên đặt một cái mục tiêu nào quá thấp. Ví dụ như bản thân mình khi mà đặt mục tiêu tham dự Olympia thì thực ra là mình nói là vô địch cho nó kiểu tăng động lực các thứ thôi, chứ còn cái mục tiêu ban đầu của mình khi mà tham gia Olympia đấy là cố gắng để vượt qua được cái vòng đầu tiên, tức là vòng thi tuần, để mà được vào vòng thi tháng chẳng hạn. Đấy là một cái mục tiêu. Hoặc ví dụ ở đây có các bạn 2008 chẳng hạn, mới thi lớp 10 xong chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đặt nguyện vọng vào trường cấp 3, ví dụ như ở Hà Nội, ở châu Anh thì là có đặt nguyện vọng, còn ở các tỉnh thành khác thì anh không rõ. Hoặc là có các bạn thi chuyên chẳng hạn, thì chắc chắn trước khi mà thi thì các bạn sẽ phải tìm hiểu xem là cái khả năng của mình nó ở cái mức nào chẳng hạn. Nếu như mình là một người học tốt thì mình hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vào một cái trường chuyên hoặc là một cái trường nào đó có lớp chọn chẳng hạn. Nhưng nếu như là mình có một cái lực học nó ở mức trung bình khá chẳng hạn, thì chắc chắn mình sẽ có cái sự thay đổi trong cái xác định nguyện vọng đấy. Thì đấy là cái mình muốn nói, là cái vấn đề nó nằm ở chỗ rằng là các bạn phải biết bản thân mình là ai và năng lực của mình đến đâu, thì khi đó cái mục tiêu mình đặt ra nó sẽ phù hợp với bản thân. Lúc đó thì cái quá trình để mà mình cố gắng mình thực hiện những cái mục tiêu đó nó sẽ không bị quá là áp lực,
mà nó cũng sẽ không bị thoải mái quá mà khiến cho các bạn lơ là đi cái mục tiêu đó. Vậy thì trong cái quá trình như vậy thì Hoàng có giữ cho mình những cái thói quen gì hay không? Hay là cách để làm sao mà mình tích lũy được một cái vốn kiến thức lớn như thế? Vì là Dương cũng biết rằng là nếu mà đi được Olympia thì cũng phải là có một người gọi là chúng ta cũng tích lũy kiến thức về rất nhiều các lĩnh vực, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để mình gọi là có thể duy trì được cái điều đấy? Có lẽ là kỷ luật, tại vì là bố mình là một sĩ quan quân đội, thế nên là ngay từ nhỏ thì bố mình luôn luôn rèn mình theo một cái nếp sống nó có phần là rất là nghiêm khắc, là luôn luôn phải đặt áp lực cho bản thân mình và luôn luôn phải có mục tiêu để phấn đấu. Thì cái đó nó gây ra một, nó thành hình thành nên trong mình một cái suy nghĩ đấy là không bao giờ mình ngừng cố gắng cả. Khi mà mình thành giành được một cái mục tiêu nào đó, mình hoàn thành một mục tiêu nào đó thì ngay lập tức mình sẽ phải nghĩ đến cái mục tiêu tiếp theo. Thì mỗi người sẽ có một cái mục tiêu riêng. Có thể ở đây sẽ có những cái bạn, có các bạn 209 thì các bạn sẽ có mục tiêu là năm sau các bạn vào cấp 3 chẳng hạn. Nhưng mà có những bạn 207 thì cái mục tiêu của các bạn sẽ là chuẩn bị cho 2 năm sắp tới, ví dụ như là tầm này năm sau là các bạn phải bắt đầu ôn đại học rồi chẳng hạn. Thì đấy là những cái mục tiêu cá nhân. Thì quan trọng nhất là các bạn phải kỷ luật với những cái mục tiêu đó, không bao giờ lơ là, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tương lai, đến những cái lựa chọn trong tương lai của các bạn. Còn về cái việc là tại sao mà cái vốn kiến thức nó lại được phong phú như thế, thì mình nghĩ là cho dù mình có học nhiều, có tìm hiểu nhiều, có đọc sách nhiều, thì cái vốn kiến thức của mình nó chỉ là một hạt cát thôi. Còn toàn bộ cái trí tuệ của nhân loại nó là cả một cái sa mạc. Mình không bao giờ biết được tất cả mọi thứ. Thậm chí có thể mọi người nghĩ rằng là anh biết rất nhiều, nhưng mà anh dám khẳng định rằng bất kỳ một bạn nào ở đây khi đứng dậy đều có thể nói ra được một cái kiến thức nào đấy mà anh không biết. Và ngược lại, anh cũng có thể nói ra được một kiến thức nào đó mà bạn đó không biết. Thì đấy là một cái điều mà mình muốn nói là kiến thức và cái phép so sánh về mặt kiến thức ấy, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Nhưng quan trọng là hàng ngày mình tích lũy nó để mình, thứ nhất là mình làm giàu thêm cái tâm trí của mình, thứ hai là mình phục vụ nó cho những cái mục tiêu cho cuộc sống của mình. Thì như thế nó đã là một cái cách học tập có ý nghĩa rồi. Vâng, rất hay đúng không ạ? Và như hiện tại thì Dương nhận thấy rằng là có một số các bạn trẻ thì có một cái xu hướng là gì? Tức là gần đến lúc thi thì các bạn mới học, hay người ta còn gọi là chạy deadline đấy các bạn ạ. Đấy, tức là khi mà cách ngày thi khoảng vài ngày thôi chúng ta mới học, đúng không ạ? Vậy thì cái cách học này thì Hoàng nhận định nó như thế nào? Mình cũng muốn Hoàng chia sẻ thêm một chút về điều này. Ở đây có bạn nào đã từng chạy deadline kiểu đấy trước kỳ thi giơ tay lên ạ? Những bạn mà không giơ tay lên là thực sự can đảm đấy ạ. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu như mà anh mà ngồi ở dưới là anh phải giơ cả hai tay luôn. Tại vì là anh, trước đây anh là một cái người mà rất lười. Đối với những cái môn mình cũng chia sẻ là đối với những cái môn mà mình học tốt như là toán, tiếng Anh, hóa học, thể dục, ok, thì thường là mình sẽ không bao giờ phải chạy deadline. Nhưng mà những môn mà mình học yếu hơn một chút thì thường là mình sẽ kiểu mình càng ngày mình càng dồn nó vào. Và mình nhận ra, đến bây giờ mình nhận ra rằng cái điều đấy nó không mang lại bất kỳ một lợi ích gì cả, mà nó chỉ mang lại cái áp lực cho mình thôi. Cái việc chạy deadline, thứ nhất nó sẽ khiến cho các bạn học theo một cái cách là các bạn cố nhồi nhét vào trong đầu, và các bạn sẽ không thể ứng dụng nó ra được. Các bạn chỉ học một cách thuộc lòng, các bạn chỉ nhớ được mặt chữ, nhưng các bạn không hiểu được cái mặt nghĩa. Nhưng cái vấn đề là mình đi học không phải là để mình lưu trữ cái dữ liệu vào trong đầu theo một cách máy móc như thế. Nếu như mà chúng ta cần một cái công cụ để mà ghi nhớ, để mà lưu trữ dữ liệu, thì bây giờ chúng ta có gì ạ? USB, có bộ nhớ, có máy vi tính, các thứ. Nó có thể lưu trữ một cái lượng dữ liệu khổng lồ gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với cái khả năng ghi nhớ của con người. Thế nên là bộ não của con người sinh ra không phải để ghi nhớ một cách máy móc. Và học deadline, học theo kiểu chạy deadline chính là một cái cách học để ghi nhớ máy móc. Mình không bao giờ đánh giá cao cái việc học đó. Tại vì khi mà các bạn học theo một cách là các bạn học hiểu những kiến thức mà các bạn đang học ấy, kể cả cái tốc độ học của các bạn có chậm, cái lượng kiến thức của các bạn thu nạp được nó có ít đi chăng nữa, nhưng vấn đề là học đến đâu các bạn sẽ hiểu đến đó. Và ví dụ 30 năm sau, 40 năm sau, khi các bạn ra đời, các bạn đang làm việc, bỗng nhiên một ngày nào đó có một cái câu hỏi gì các bạn cần sử dụng một cái kiến thức nào đó từ ngày xưa, thì đó chính là cái lúc mà cái việc các bạn học hiểu nó khác với lại học chạy deadline như thế nào. Nó sẽ là cái ảnh hưởng về mặt lâu dài. Thế nên là ở đây đang có những bạn đang học cấp 2, cấp 3 thì anh cũng khuyên là nếu có thể thì hãy cố gắng tập trung học một cách thật là chắc những kiến thức cơ bản, để từ đó chúng ta có thể áp dụng để mà học một cách sâu hơn, hiểu hơn
mình không cần phải học quá nhiều, mình không cần phải áp lực rằng là chúng ta phải học tất cả các môn một cách thật sự giỏi, chúng ta phải 10 phẩy tất cả các môn, không để làm gì cả. Nhưng chúng ta học đến đâu, chúng ta phải chắc đến đấy và phải nhớ đến đấy, thì khi đó cái kiến thức của chúng ta mới có giá trị. Vâng ạ. À, đúng là trước khi chúng ta học thì chúng ta phải xác định mục đích học của chúng ta là gì, đúng không ạ? À, thế thì cho Dương đặt thêm một câu hỏi nữa là trong cái quá trình mà Hoàng học như vậy ấy, thì cái cách học của mình nó có gì đặc biệt hay không? Hay là chỉ là ngày nào cũng bỏ ra ôn tập, ngày nào cũng chỉ bỏ ra đọc? Hay là còn một cái phương pháp nào đấy để mình ghi nhớ tốt hơn? Có chứ, đương nhiên là phải có phương pháp. Cái việc mà mỗi người có một phương pháp riêng đấy là điều phải có. Chúng ta không thể sao chép được phương pháp từ một người khác, tại vì mỗi người có một cái khả năng khác nhau. Nhưng mà chúng ta có thể học tập nó để biến cái phương pháp đó, mình tùy biến nó để nó phù hợp với khả năng của mình. Ví dụ cơ bản thôi. Ở đây có những bạn nào thích học vào ban đêm hơn là ban ngày, giơ tay lên. Rồi, khá khá đấy nhở. Bây giờ bỏ xuống này, những bạn nào thích học vào ban ngày hơn là ban đêm? Các bạn giơ cao tay lên đúng không ạ? Đó. Đó, ngay từ trong một câu hỏi này nó đã có hai luồng ý kiến. Đó là có những bạn học tốt hơn ở ban ngày, có những bạn học tốt hơn ở ban đêm. Những bạn nào có khả năng học một cách tập trung từ 4 đến 5 tiếng liên tục vào buổi tối, giơ tay lên. Ít hơn rồi nhờ. Các bạn bắt đầu. Rồi, thế có những bạn nào mà cảm giác rằng mình chỉ cần học 2 đến 3 tiếng thực sự tập trung thì mình có thể hoàn thành được một cái số lượng bài tập rất lớn thay vì việc là cứ ngồi suốt ngày ở trên bàn? Đấy. Rõ ràng có những sự khác nhau. Mỗi người có một cái đặc điểm khác nhau về cái mặt học tập, về cái khả năng tư duy, khả năng tập trung. Đấy chính là cái mà anh muốn nói. Đấy là cái phương pháp ấy. Nó phải phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Ví dụ như anh. Anh cũng nói luôn, anh là một cái người mà học đêm tốt hơn học ngày. Anh là một cái người mà khi mà anh học ấy, anh muốn rằng xung quanh không có bất kỳ một cái yếu tố gì ảnh hưởng đến mình, thậm chí là kể cả ánh sáng. Tức là nếu như học ở ban đêm thì mình sẵn sàng tắt hết đèn phòng, chỉ để lại đúng một cái đèn bàn học. Mình biết như thế là hại đến mắt, ok, không sao. Nhưng mà mình có một cái vấn đề nữa là khi mình học từ 45 phút đến 1 tiếng, mình sẽ dành khoảng tầm 5 đến 10 phút để nghỉ. Và trong 5 đến 10 phút đấy mình sẽ quên hết tất cả những gì mình vừa học. Đứng dậy, bật đèn phòng lên, hay là đi tắm, hay thậm chí là hát một bài nếu như bố mẹ không có nhà. Tại nếu bố mẹ có nhà mà hát vào buổi đêm thì nó cũng không hợp lý lắm. Hay là xem YouTube, nghe nhạc các thứ, hoặc là lên trên sân thượng để hóng gió. Sau đó 10 phút sau mình lại quay lại, mình lại tập trung vào cái bàn học, vào cái đề trước mặt. Đấy là cách học của mình. Và đấy là phương pháp mà mình cảm thấy phù hợp với chính bản thân mình. Thì ở đây các bạn cũng vậy, các bạn cũng nên nghe những cái phương pháp từ những người khác, học hỏi từ bạn bè, từ thầy cô, từ các anh chị, thậm chí là từ các em. Và từ đó suy biến, tùy biến cái phương pháp đó để phù hợp với khả năng của mình. Vừa nãy Hoàng có nhắc đến một cái phần đấy là mình có thể giải lao một chút đúng không ạ? Khoảng 5-10 phút mình xem YouTube này, mình nghe nhạc này. Thế thì như ngày xưa Dương học ấy thì Dương gặp cái tình trạng như này. Tức là gì? Mình học khoảng 1 tiếng này. Đấy, thế xong là mình giải lao, mình cũng mới đầu mình chỉ đặt mục tiêu mình chỉ giải 5 phút thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề là khi mà vào YouTube và TikTok và Facebook thì nó lại rất là cuốn, và có khi là không phải 5 phút nữa mà nó thành 50 phút. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình cân bằng được cái đấy và có cái gọi là cái động lực gì để kéo mình lại cái bàn học hay không? Đấy, thì Hoàng có thể chia sẻ thêm được không ạ? Có chứ. Mình nghĩ là đấy nó là điều, một cái điểm chung của rất nhiều bạn trẻ bây giờ đấy. Đấy là rất là tập trung vào mạng xã hội, dễ bị mạng xã hội chi phối. Các bạn có thể nghĩ rằng là thôi mình lướt TikTok tầm 5 phút thôi, nhưng mà 8 giờ mở TikTok lên, đến lúc tắt đi là thấy 11 rưỡi chẳng hạn. Đấy, thì nhưng cái vấn đề là các bạn có thể chuyển cái khoảng thời gian lướt TikTok từ 5 phút thành 30 phút một cách dễ dàng. Nhưng các bạn có dám đi học muộn từ 5 phút thành 30 phút không? Có luôn, ông nào bảo có ấy, đứng dậy vào. Cho anh xin tên với cả địa chỉ trường học các thứ nhá. Có cơ. Đấy, thì tức là khi mà chúng ta có một cái sự kiểm soát nào đấy, một cái kỷ luật nào đấy, thì chúng ta tự khắc bản thân chúng ta sẽ nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Ví dụ về cái giờ học đó, mình có thể đến muộn 5 phút nhưng mình không thể cứ nằm thêm kiểu thôi đến muộn 30 phút thì cũng giống 5 phút được. Đấy là cái kỷ luật. Thì anh muốn là
ngay từ trong cái việc tự học các bạn cũng phải có cái kỷ luật cho bản thân mình. Có một cái câu mà nó không bao giờ sai, đấy là khi chúng ta đi thì những người chăm chỉ họ cũng đi, còn khi chúng ta dừng lại thì họ chạy. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta dừng lại ấy, thì kể cả là họ có đang đi một cách chậm rãi như bình thường thôi thì quan trọng là họ vẫn tiếp tục bước đi. Còn khi mà chúng ta dừng lại, tức là chúng ta đã bị lung lay cái ý chí của mình, thì chúng ta sẽ không biết chúng ta dừng lại đến bao giờ. Đó. Các bạn cứ thử tưởng tượng là khi mà các bạn chạy bộ một quãng đường dài ấy, nếu mà các bạn cứ cố chạy thì khi mà đến đích các bạn sẽ cảm thấy là thực ra nó mệt đấy, nhưng mà nó cũng bình thường thôi. Còn nếu như mà các bạn nghỉ giữa đường một cái là các bạn thấy cái chặng đường ấy nó khó khăn liền. Thì đấy là cách học, đấy là khi mà các bạn học. Các bạn có thi cấp 3 hay các bạn thi đại học thì nó cũng là những cuộc đua giữa rất nhiều người. Thì chỉ cần các bạn có đi chậm hơn người ta một bước hay hai bước thôi, lâu dần ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, nó thành rất nhiều bước. Và đến khi mà người ta đã đi vượt quá xa so với cái khả năng của các bạn rồi ấy, thì đấy là cái lúc mà các bạn phải nghiêm túc xem xét lại rằng là các bạn có còn đua được với người ta nữa không. Thì đấy là lúc mà các bạn phải nhận lại những cái mà bài học từ chính những cái sự thiếu kỷ luật của bản thân. Đấy là anh muốn nhắc cho các bạn để các bạn thấy được rằng là cái kỷ luật trong cái việc học nó quan trọng như thế nào. Cũng giống như việc là các bạn đang ở trong cái ngôi nhà lớn Ba Vàng này cũng sẽ có những cái mà các bạn cần phải tuân thủ. Thì đấy nó cũng gọi là những cái kỷ luật rất nhỏ thôi. Từ cái nếp sống, nếp sinh hoạt mở rộng ra đến cái việc học. Rồi sau này là cái việc các bạn đi làm hay là các bạn làm chủ cuộc sống của mình, nó cũng cần phải có sự kỷ luật. Tại vì chỉ có những người có kỷ luật thì mới có thể có cơ hội thành công. Vâng ạ. Vừa nãy thì Hoàng có nhắc đến là trong khóa tu thì chúng ta cũng có kỷ luật đúng không ạ? Và kỷ luật ở trong khóa tu gọi là gì ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Là nội quy đúng không ạ? Hay những người mà theo Phật giáo đấy, hay là những người Phật tử, hay là kể cả các thầy đi tu chẳng hạn, thì cũng gọi là giới luật. Tức là khi mà mình có một cái khuôn khổ, có một cái phạm vi để mà mình gọi là soi xét lại, hay là mình điều chỉnh cái bản thân mình cho thật phù hợp, thì nó là rất quan trọng đúng không ạ? Bây giờ thì Dương xin được phép gọi là chuyển sang một cái chủ đề khác một chút. Đấy là Việt Hoàng được biết đến là rất nhiều những kỳ tích. Vậy thì đằng sau cái thành công đấy thì nó có phải là một quá trình có nhiều sự thất bại, có nhiều sự chán nản, hay là có nhiều những cái vấp ngã hay không? Thì Hoàng có thể chia sẻ lại những cái câu chuyện đằng sau những gọi là những kỳ tích đấy được không ạ? Thực ra cái câu hỏi đấy nó cũng là đáp án luôn. Đúng là những cái gì mà mọi người thường nghe, thường thấy về mình, nó là những cái thành tích ở trên những cái chương trình thôi. Chứ còn ở bên ngoài thì mình cảm thấy là mình đi thi nhiều khi nó không có duyên. Mình muốn nói là nó không có duyên đấy. Là cái hồi mình thi cấp 3 là cách đây 8 năm rồi. Và cái kỳ thi cấp 3 năm 2015 tại Hà Nội. Thì ngày đấy mình đăng ký ngoài cái trường Trung Phổ Thông Sóc Sơn là trường mà mình học sau này, thì mình có đăng ký 3 trường chuyên ở Nội Thành. Đấy là trường chuyên khoa học tự nhiên, khối chuyên toán, trường Trung Phổ Thông chuyên sư phạm, khối chuyên Anh, và trường Trung Học Phổ Thông chuyên ngoại ngữ, khối chuyên Anh Pháp. Không biết ở đây có bạn nào học ở một trong 3 ngôi trường đấy không? Khó nhỉ? Ôi, vừa nhìn thấy giơ tay nào xa xa đấy. Có không đấy? Vâng, có một bạn ở phía cuối kia có đấy ạ. Đúng không? Cảm ơn các bạn. Được rồi, may quá. Đấy thì... Rồi sau cái tiếng vỗ tay thì chúng ta sẽ làm không khí trùng xuống một chút nhé. Ngày đấy mình trượt cả 3 trường chuyên. Không khí trùng xuống mà ai cười đấy? Câu chuyện buồn đừng có cười. Thì đặc biệt là cái khối chuyên ở trường chuyên ngoại ngữ là mình nhớ là mình thiếu 0,5 điểm. 0,5 điểm. Thì nó lại dẫn đến một cái vấn đề là mình bị ảnh hưởng tâm lý bởi việc là mình làm không tốt trong ba kỳ thi đó. Và kết quả là khi mình bước vào kỳ thi công lập Trung Phổ Thông ở Hà Nội, mình trượt luôn lớp chọn ở trường Sóc Sơn. Tức là năm lớp 10 là mình học ở lớp lớp chọn thứ 2 về mặt hình thức. Nhưng mà thực ra thì lớp đấy mình nói vui đấy là lớp chọn, nhưng mà là chọn bạn mà chơi. Thế còn lớp chọn A1 thì nó là gồm những người mà các bạn học rất là giỏi. Thì với những cái thành tích, với những cái gọi là mọi người thường rất là kỳ vọng về mình vào lúc đó, thì mình cảm thấy đấy là một cái sự thất bại. Rõ ràng đấy là một sự thất bại.
mình không làm được đúng với cái năng lực của mình. Đành rằng là mình có thể nói rằng cái việc thi trường chuyên nó là thử sức đi. Nhưng cái việc mà thi một cái trường công lập và đạt một cái số điểm không như ý, nó là một cái điều thất bại, nó là một cái cú vấp ngã. Và ngay lập tức đấy là một cái bài học rất là lớn để cho, mà, để cho mình có được một cái kinh nghiệm, đấy là không bao giờ được tự cao về cái khả năng của bản thân. Lúc nào cũng phải cẩn thận, lúc nào cũng phải đánh giá một cách thật là đầy đủ về cái khả năng của mình trước những cái kỳ thi đó. Và cũng rất là may, đấy là năm lớp 10 thì mình nhìn nhận lại và mình cố gắng để mà đạt được cái mục tiêu là lớp 11 mình sẽ có mặt ở lớp chọn. Thì rất là may mắn là lớp 11 thì mình quay lại với lớp chọn A1. Và đó là một cái bước đầu tiên để mình có cơ hội được tham dự Olympia. Và từ Olympia thì mình có cơ hội tham dự siêu trí tuệ. Và từ siêu trí tuệ thì có thêm nhiều cơ hội mới. Và chốt lại là ngày hôm nay mình được ngồi ở đây với mọi người. Thì đấy, đấy là một cái hành trình rất là dài. Một cái hành trình mà mình có thể nói là mình học được những bài học từ, từ những cái thất bại đó. Còn một cái kỷ niệm vui vui nữa, đấy là từ cái sân khấu siêu trí tuệ năm 2019. Thì không biết ở đây thì có bạn nào có xem cái chương trình đấy không? Đấy là ở cái vòng thi giao hữu quốc tế thì mình có đấu với một chú người Đức. Chú ấy là 2 lần vô địch thế giới và 1 lần vô địch châu Âu. Thì ngày hôm đấy mình chơi một trận xuất thần. Thực sự ngày hôm đấy là mình đã chơi một trận xuất thần. Tuy nhiên thì ở cái khoảnh khắc cuối cùng thì một học sinh suýt đỗ chuyên ngoại ngữ, cựu thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, viết sai chính tả chữ Apple. Và ngày hôm đó thì mình bị xử thua về cái lỗi sai chính tả đó. Và đấy là một cái bài học rất lớn. Một cái bài học mà nếu như kỳ thi cấp 3 thì chỉ có mình biết thôi, thì cái bài học siêu trí tuệ này là không chỉ mình biết đâu, mà tất cả khán giả truyền hình họ xem, họ đều thấy rằng là mình vội vàng hấp tấp như thế nào. Đấy là một cái kinh nghiệm. Và sau khi trở về từ cuộc thi đó thì mình nhận ra rằng là quan trọng nhất không phải là tốc độ, mà quan trọng nhất là sự chính xác. Quan trọng nhất là phải giữ được cái sự bình tĩnh, giữ được cái tâm trí của mình nó phải thực sự là bình tĩnh trong tất cả các tình huống. Và khi mình quay lại với siêu trí tuệ mùa 2 vào năm 2021 thì mình được đấu với các bạn ở mùa 2, thì có một cái tình huống rất là đáng nhớ, đấy là trong cái trận đấu đó thì 2 cái bạn đấu với mình mắc lại đúng cái lỗi mà mình từng mắc cách đó 2 năm. Tức là một bạn thì đi nhầm hướng, còn một bạn là ghép sai hình. Tức là đấy là những cái lỗi mà gần như nếu như mà bảo luyện tập 100 lần thì 100 lần không mắc phải. Cũng giống như việc là bảo bây giờ mình có viết chữ Apple 1.000 lần thì nó vẫn là chữ Apple thôi. Nhưng không hiểu sao hôm đấy nó lại có 2 chữ L. Thế. Tức là mình nhìn thấy rằng là các bạn ấy mắc lại những cái lỗi của mình. Thì mình mới nhận ra là cái giá trị của cái sự vấp ngã nó nằm ở chính cái chỗ đó. Đó là khi mình vấp ngã mình sẽ trưởng thành hơn. Vâng ạ. Đúng là mỗi lần vấp ngã thì theo như Dương Tư Duy thì là có những người vấp ngã thì họ sẽ chọn thất vọng và họ không làm nữa. Thế nhưng có những người vấp ngã thì họ sẽ lấy đó làm bài học, đúng không ạ? Vậy thì Hoàng có phải là một người mà mỗi lần vấp ngã thì đều rút cho mình những bài học hay không? Hay là có lần nào Hoàng thất vọng và Hoàng bỏ, Hoàng chán, Hoàng không làm nữa luôn không ạ? Có cái việc thất vọng thì đương nhiên là có. Nhưng mà mình nói vui vui đấy là ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó, chứ không phải là ngã ở đâu thì nằm yên ở đó, đúng không ạ? Tại vì nằm yên thì không ai người ta dậy, người ta dìu mình ra đứng dậy cả. Mình phải tự đứng lên thôi. Thì mình, đấy như mình nói là có những cái kỷ niệm thất bại như thế. Hay nói đơn giản là cái việc mình thi Olympia, nếu như cái trận chung kết đó, nếu như mà mình có thắng đi, thì ngày hôm nay chắc là mình đang săn chuột túi ở bên Châu Đại Dương, đó, bên Úc rồi. Nhưng mà mình không phải là người chiến thắng. Nhưng cái vấn đề là mình không cảm thấy buồn hay thất vọng vì cái cuộc thi đó. Tại vì sao? Mình đã cố gắng hết sức và cái người chiến thắng là một người bạn của mình, bạn ấy hoàn toàn xứng đáng. Vì bạn ấy quá giỏi và bạn ấy quá vượt trội. Đấy, mình không bao giờ mình cảm thấy hối tiếc về cái chặng đường Olympia. Còn ví dụ như cái chặng đường siêu trí tuệ đi, mình hối tiếc vì cái chữ Apple đấy. Và mình đứng dậy ở chính cái sân khấu đó để mình khẳng định rằng là tôi học được một cái bài học đáng giá và tôi sẽ đứng dậy ở đó. Hoặc là như cấp 3, mình nói là lớp 10 mình vấp ngã, mình sang lớp A2 chẳng hạn. Thì lớp 11 mình cố gắng mình quay lại lớp A1. Mình đứng dậy và mình làm lại, xây dựng lại từ chính những cái nơi nào mà mình vấp ngã. Thì đó, nó vừa là một cái thể hiện rằng là mình có những cái bài học, mà nó vừa là một cái sự tái khẳng định rằng là tôi không phải là một cái người mà dễ dàng chấp nhận thất bại và dễ dàng bị những cái cảm giác thất bại nó đánh gục. Mà tôi sẵn sàng để mà
học được thêm những bài học, những kinh nghiệm mới và để tôi đứng dậy một cách mạnh mẽ hơn. Vâng ạ. Đúng là Hoàng là một con người có góc nhìn tích cực, đúng không ạ? Các bạn có công nhận điều đấy không ạ? Nếu như là một người không tích cực thì chắc có lẽ rằng những vấp ngã đấy đã đánh gục Hoàng rồi. Và Hoàng không có Hoàng của ngày hôm nay, đúng không ạ? Thực ra là tích cực part time ấy. Có lúc tích cực, có lúc không. Nhưng mà quan trọng là khi mà mình nhìn nhận những cái mục tiêu quan trọng thì mình luôn luôn phải tích cực. Tại vì đấy nó cũng chính là một cái động lực cho mình mà. Mình phải là, trước tiên mình phải là cái cổ động viên lớn nhất của mình đã. Nhưng mình không phải là cổ để đợi bố mẹ, đợi gia đình, đợi bạn bè cổ vũ, mà mình phải tự cổ vũ bản thân mình trước đã thì mình mới có động lực để làm được. Vậy thì động lực để Hoàng đi tiếp như vậy có phải là để vì bạn bè, vì họ hàng, vì làng xóm hay là vì ai ạ? Một phần, nhưng phần lớn nhất thì vẫn phải là từ bản thân mình. Tại vì nếu như mà mình có giành được điểm cao trong một kỳ thi, nếu như mình có giành được một giải thưởng, hay là sau này đi, mình có được một cái tấm vé vào một trường đại học tốt hay là một công việc tốt, thì ai là người hưởng lợi từ cái điều đó đầu tiên? Chính bản thân mình. Mình cố gắng vì cái bản thân mình là cái điều quan trọng nhất đã. Tại vì là đấy là những mục tiêu mà mình làm, một mình đi trên con đường đó, thì mình phải cố gắng vì bản thân mình. Còn đương nhiên phía sau mình thì sẽ có gia đình, sẽ có người thân, sẽ có bạn bè ủng hộ. Thì khi đó mình muốn làm cho họ cảm thấy tự hào, muốn làm cho họ cảm thấy vui thì mình càng phải cố gắng thêm. Nhưng cái quan trọng nhất đấy là cố gắng vì cái ước mơ, vì cái đam mê, vì cái mục tiêu của bản thân mình. Đấy là điều quan trọng nhất. Ở đây thì có những bạn năm nay sẽ lên lớp 11 và sang năm tới là các bạn đã lên lớp 12 và chuẩn bị thi đại học rồi. Thế thì Hoàng có lời khuyên gì để dành cho các bạn có một cái sự định hướng hay là có một cái mục tiêu gì để mình chuẩn bị rời xa mái trường cấp 3 và bước ra ngoài kia là ngôi trường đại học hay là một cái lựa chọn gì đó không ạ? Bây giờ chưa gì đã nói đến chuyện rời xa mái trường cấp 3 thì các em 209 ở đây có cảm thấy áp lực không ạ? Ở đây chắc là cũng có đúng không? Cũng có các bạn 209 chứ đúng không? Có không? À, 208 à? Ô là có 206 hả? Em gái anh sinh năm 206. Thế nên là kiểu cái lứa tuổi này là một cái lứa tuổi mà anh... Cái hồi mà anh bằng tuổi các em ấy thì anh cũng nhận thấy là một cái lứa tuổi nó hơi có một cái sự gọi là bất thường về mặt tâm lý một chút. Người ta hay nói vui đấy là cái tuổi nổi loạn. Thực ra thì có người nổi loạn, có người không. Hoặc là có người nổi loạn part time như mình. Thì cái quan trọng là ở cái lứa tuổi này thì mọi người rất là muốn khẳng định bản thân, rất là muốn chứng minh bản thân. Đầu tiên là ở trong gia đình là kiểu gì cũng sẽ có những lúc là muốn chứng minh cho bố mẹ thấy là con đúng. Mà bố mẹ lại bảo là không, trẻ con biết cái gì. Đấy. Hay là đi ra ngoài đường hay là bạn bè muốn chứng minh là không, tôi nghĩ thế này là đúng đấy, các thứ. Cái lứa tuổi này nó như thế. Thì đấy là một cái lứa tuổi mà các bạn bắt đầu phải thay đổi. Các bạn thay đổi về mặt tâm lý. Nó rất là phức tạp. Và trước mắt các bạn lại còn là một cái chặng đường rất là trông gai nữa. Cái chặng đường ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Anh nghĩ là trong số những cái bạn ở đây thì sẽ có rất nhiều bạn trong vòng khoảng 2 đến 3 năm nữa sẽ lại gặp lại nhau ở Hà Nội trong một cái môi trường đại học nào đó chẳng hạn. Hay là ví dụ như các bạn ở miền trong thì sẽ gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Đà Nẵng vân vân. Các bạn đều sẽ có những mục tiêu. Ngay bây giờ anh nghĩ các bạn đều đã có những cái mục tiêu cho bản thân mình rồi. Hay mình nói nôm na là đều bắt đầu sắp xếp nguyện vọng rồi đấy. Thì bây giờ là cái lúc mà các bạn phải thực sự cố gắng vì những gì mà các bạn muốn. Tại vì là thời gian nó không còn nhiều. Có những bạn còn 1 năm, có những bạn còn 2 năm. Nếu như các bạn đã chuẩn bị cho cái kỳ thi quan trọng đó từ trước ấy, thì 1 ngày hay 2 ngày vẫn là nhiều. Nhưng nếu ngay từ bây giờ các bạn vẫn còn đang cảm thấy mông lung là không biết mình học cái gì, không biết mình nên chọn trường nào, không biết mình chọn ngành nào hay là mình thi khối nào, thì kể cả có cho các bạn quay lại năm lớp 10 hay năm lớp 9, nó vẫn là ít. Quan trọng là các bạn phải xác định mình mạnh ở đâu, mình mạnh những môn học nào, mình mạnh ở cái khối nào và mình muốn làm cái gì, cái nguyện vọng của bạn là cái gì. Có những bạn thì vào bách khoa, có những bạn ngoại thương, có những bạn thì du học vân vân. Đó. Thì hoặc là có những bạn thì sẽ kiểu như là không, tôi muốn khác đi. Tôi muốn khẳng định bản thân, tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn chẳng hạn. Đó.
Tức là sẽ, mỗi bạn sẽ có một cái con đường riêng, mỗi bạn sẽ có một nguyện vọng riêng. Quan trọng là các bạn phải xác định được và cố gắng vì nó. Tại vì khi mà các bạn đi đến cuối của một chặng đường rồi ấy, các bạn không thể rẽ đi đâu được cả. Mà nếu bây giờ mà các bạn còn không tăng tốc nữa thì đến lúc nào các bạn mới tăng tốc? Nếu như bây giờ các bạn không cố gắng thì đến lúc nào các bạn mới cố gắng? Và cái kỷ luật nó nằm ở đấy, chứ nó không nằm ở đâu ra cả. Phải kiên định và phải thực sự tôn trọng cái ước mơ của mình. Vì khi các bạn tôn trọng cái ước mơ và cái dự định của mình thì các bạn mới thực sự tôn trọng chính bản thân mình. Và khi mà các bạn tôn trọng bản thân mình ấy, các bạn mới biết là mình may mắn hơn những người khác. Anh không muốn nói đến cái việc là các bạn học giỏi hơn người khác là các bạn may mắn nhé. Chưa chắc. Nhiều khi nhá, có những bạn học ở lớp không tốt đâu, nhưng mà máy móc nào các bạn cũng sửa được. Đấy là một cái biệt tài. Hay là có những bạn mà học không tốt, không máy móc các thứ, nhưng các bạn lại có một cái biệt tài gì đấy về nghệ thuật. Các bạn hát hay, các bạn đàn giỏi, hay thậm chí các bạn có những học bổng trước rồi. Đấy là một cái biệt tài. Thì các bạn phải biết các bạn là ai. Quan trọng nhất là như thế. Anh không thể nói với các bạn rằng là đừng có áp lực, hay là thôi, như kiểu người ta nói là bạn đang buồn à, ừ đừng buồn nữa ấy. Không, anh không muốn nói như thế. Áp lực là cái điều cần có. Nhưng các bạn phải có cái sự kỷ luật, các bạn phải tôn trọng những cái áp lực đấy, tôn trọng cái nguyện vọng, cái đam mê của bản thân. Thì đến lúc đấy anh tin là các bạn sẽ tìm được một cái con đường đúng đắn để mà ôn luyện trong những cái thời gian sắp tới. Trong những cái năm tháng học cấp 3 ấy, thì Dương có gặp một số những người bạn có cái tình trạng là gì? Tức là khi mà các bạn ấy đã xác định được mục tiêu rồi, thế nhưng các bạn ấy lại gặp một cái vấn đề khác. Đấy là có một số những cái môn học ấy, nằm trong những cái bộ môn mà các bạn ấy hướng tới ấy, thì các bạn ấy lại bị mất gốc. Mất gốc. Thế thì Hoàng có kinh nghiệm gì để xử lý được cái vấn đề này hay không? Vì là Dương nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề chung của rất là nhiều bạn gặp phải thôi trong những năm tháng học. Đấy cũng là vấn đề mà Hà Việt Hoàng phiên bản cấp 3 gặp phải mà. Anh bị mất gốc một trong 3 môn mà anh thi đại học. Đấy là một cái điều mà đã từng có những lúc nhé. Nghiêm túc là anh là một cái người mà anh thích Đại học Bách khoa Hà Nội từ khi anh còn rất là nhỏ. Từ hồi cấp 1 anh đã nghĩ là anh sẽ vào Bách khoa rồi. Nhưng mà đến cái lúc anh thi Olympia thì cái Olympia nó được tuyển thẳng, 5 năm của mình là được tuyển thẳng vào trường Kinh tế Quốc dân. Là anh bị mất gốc môn vật lý đến cái mức mà anh nghĩ rằng là hay là thôi mình tuyển thẳng vào Kinh tế Quốc dân đi. Chứ bây giờ mình học lý kiểu này mình không đỗ Bách khoa được. Là mình đã từng nghĩ như thế. Nhưng mà xong mình nghĩ rằng là không, bây giờ còn 1 năm. Lúc đó là mình cũng như các bạn 206, bây giờ là bắt đầu bước vào lớp 12. Còn 1 năm. Thì nói chung là mình còn nước còn tát mà. Gọi là mình phải cố gắng, quan trọng nhất là cố gắng và kỷ luật để làm tốt nhất khả năng của mình, để mà hướng đến cái giấc mơ của mình. Vì chẳng thà là mình cố gắng nhưng mình cũng không thành công đi chăng nữa ấy, nó vẫn tốt hơn là mình từ bỏ. Và mình lúc đó đã từng nghĩ là nếu như cái môn vật lý mình thi được 7 điểm đi, thì cái môn toán và môn tiếng Anh, ngày đó mình thi khối A1, thì toán và tiếng Anh mình cố gắng được 9 điểm chẳng hạn. Tại vì ngày đó là cũng ôn luyện đội tuyển này kia rồi các thứ, gọi là tự tin các thứ đi. Thì 9 với 9 với 7 là bao nhiêu? 25. 25 đỗ được Bách khoa. Có thể là không đỗ được những cái ngành top đầu nhưng mà đỗ được Bách khoa. Còn nếu mình muốn đỗ top đầu mình phải học gấp đôi, gấp 3 lần người khác để mình phải cố gắng được 8 điểm hay 9 điểm vật lý chẳng hạn. Thì năm 2018 anh đi thi anh được đúng 7 điểm tròn môn vật lý. Đối với anh đấy là một sự thành công. Mình nghĩ rằng là đấy là một cái sự thành công bởi vì suốt năm lớp 12 mình học vật lý gấp đôi người khác. Mình phải học lại từ những cái phương trình vận tốc của lớp 10. Bắt đầu mình học sang những cái phương trình sóng các thứ của lớp 11, 12. Mình học lên những cái phương trình nói chung là 3-4 cái dấu cái gì gì đấy, căn bậc 2 các thứ, đau hết cả đầu, học lại từ đầu hết tất cả thứ. Và được 7 điểm của môn vật lý đó ở năm 2018. Đấy không phải là một số điểm cao. Anh kể ở đây cho các em không phải là anh tự hào về con số 7 đấy nhá. Nhưng mà anh cảm thấy là nó phù hợp với cái mức độ cố gắng của mình. Thì đấy, cái việc mất gốc nó không đáng sợ. Đáng sợ là mình chấp nhận là mình mất gốc. Tức là mình đã chấp nhận là mình thất bại. Tại vì các bạn còn thời gian. Các bạn có thể, cái việc mất gốc ấy, nó chỉ khẳng định rằng là cái xuất phát điểm hiện tại của các bạn nó đang đi sau mọi người thôi. Chứ nó không khẳng định rằng là các bạn thua mọi người hay là các bạn sẽ không đỗ được những ngành các bạn muốn.
Thì khi mà các bạn đi sau mọi người thì việc các bạn cần làm là gì? Nếu trong một cuộc đua mình chạy sau thì việc mình cần làm là cố gắng chạy nhanh lên. Thế thôi. Và cộng với cái việc ngay từ đầu đấy là chạy nhanh lên nhưng mà đừng có cố gắng làm mọi cách để vượt người ta. Tại vì mình không phải là siêu nhân, mình không phải là The Flash, mình không có tốc biến được, hay mình không dịch chuyển vào trụ nhà chính được. Đấy. Thì thế nên là mình cứ cố gắng hết sức khả năng của mình. Vì cái con đường, cái đường đua ấy của mọi người là giống nhau, chỉ là mình chạy dài hơn người ta. Nhưng mình chạy dài hơn hay ngắn hơn người ta không quan trọng, vì mình đua là mình đua với bản thân mình. Mình đua là mình đua để khẳng định cái ước mơ, cái tham vọng của mình. Thế nên là đừng bao giờ so sánh mình với những người khác để mà lấy cái đó làm sự thất vọng. Mình có mất gốc ấy, bình tĩnh lại, học lại hết từ đầu, từ cơ bản lên đến nâng cao. Ngày 1, ngày 2 đến ngày thứ 100 mình sẽ tiến bộ. Mỗi ngày một ít, nó giống như việc các bạn đi nhặt nhạnh, người ta hay nói là năng nhặt chặt bị đấy. Còn nếu như mà các bạn cứ so sánh với lại các bạn đang học giỏi lý rồi, các bạn nghĩ rằng là thôi làm nào mà còn một năm mà được 9 điểm như nó nhỉ? Thôi, thật, thực sự không làm được. Nhưng mà 5 hay 6 điểm là hoàn toàn có thể, hay thậm chí là 7 điểm. Đó, quan trọng nhất là đừng có bỏ cuộc và đừng có nghĩ rằng mình là một người thất bại hay là mình sẽ không làm được đâu. Khi mà chúng ta chưa bắt tay vào làm, chúng ta sẽ không biết điều gì có thể xảy ra cả. Rất hay đúng không ạ? Và anh nghĩ đây cũng chính là cái kinh nghiệm dành cho các bạn mà bị mất gốc. Mong rằng các bạn sẽ nhớ để mà về chúng ta thử thực hành xem, đúng không ạ? Vì sao? Vì là khi chúng ta chấp nhận rằng chúng ta thất bại giống như Hoàng nói ấy, thì chúng ta mới biết rằng mình đang ở đâu và mình là ai, đúng không ạ? Và lúc đấy thì mình cũng bắt đầu, mình cố gắng hết sức mình. Thì giống như là Dương đã từng được nghe một cái câu đấy là mình sẽ phải là cái phiên bản tốt nhất của mình, chứ không phải là mình cứ nhìn vào người khác để mà phấn đấu một cái gì đấy xa vời, đúng không ạ? Thì cái câu này Dương nghĩ cũng giống như những gì mà Hoàng chia sẻ đấy. Và thêm một cái nữa là Hoàng có thể chia sẻ thêm về cái chiến lược làm sao để cho các bạn mà các bạn ấy muốn ôn thi vào những cái trường đại học top đầu hiện nay không ạ? Ở đây có ai có ước mơ làm đồng môn của Hà Việt Hoàng ở Đại học Bách Khoa Hà Nội không ạ? Các bạn giơ tay cao lên. Bên này chắc nhiều hơn này, chứ nghe Bách Khoa là thấy bên này bắt đầu quay đi này. Vâng, các bạn nữ thì có vẻ có Bách Khoa này, ok. Rồi, có ai muốn đỗ những cái ngành top đầu của ngoại thương hay kinh tế quốc dân hay ngân hàng các thứ không ạ? Rồi, bên này bắt đầu lên này, bên này bắt đầu ít này. Đấy. Có, ok. Bây giờ một chút này. Những ai, bây giờ anh xin phép hỏi câu này nhé. Đấy là những ai có những cái dự định khác, tức là mình có thể, mình nghĩ rằng cái việc học đại học nó không phải là cái nước đi duy nhất. Có không? Có bạn nào có một cái suy nghĩ như thế không? Có, cũng có đúng không? Đó. Thì cái vấn đề là tốt đầu hay không, nó phụ thuộc vào bản thân mình. Còn cái tỷ lệ chọi của những cái trường đại học top đầu đương nhiên nó sẽ rất lớn. Và anh muốn nói rằng ấy, nó chỉ là cái bề nổi của tảng băng trôi thôi. Các bạn nghĩ rằng là thi đại học, thi vào những cái trường top đầu như Bách Khoa, như Kinh tế, như Ngoại thương, như ở trong kia là có Đại học Quốc gia vân vân, nó khó đúng không? Nó khó thật. Nhưng làm thế nào để các bạn tồn tại ở trong đó mới khó. Cái việc mà các bạn trở thành một sinh viên Bách Khoa hay sinh viên Ngoại thương hay là sinh viên Đại học Quốc gia đi đã rất là khó rồi, nhưng làm thế nào để trở thành một sinh viên nổi bật, để mà thực sự là có được một cái cơ hội việc làm tốt hay là một cái tương lai tốt, nó còn khó hơn. Còn như ở Bách Khoa thì các anh hay nói vui đấy là làm thế nào để tồn tại được ở trong cái khuôn viên Bách Khoa trong vòng 5 năm trên lý thuyết đã là khó rồi đấy. Thì anh muốn nói rằng là những cái mục tiêu phía trước của các bạn ấy, bạn nào mà muốn vào những trường đại học top đầu ấy, chắc chắn các bạn sẽ có những cái áp lực lớn hơn, sẽ có tỷ lệ chọi lớn hơn, sẽ phải cố gắng nhiều hơn, cái mục tiêu về điểm số các bạn đặt ra cũng cao hơn. Nhưng hãy nghĩ rằng là đấy chỉ là sự bắt đầu thôi. Các bạn không cố gắng trong vòng 1-2 năm mà các bạn phải cố gắng trong vòng 5 đến 10 năm tiếp theo nữa cơ. Đây chỉ là sự bắt đầu. Đừng nghĩ 1-2 năm tới ôn thi trung học phổ thông quốc gia là khoảng thời gian mà các bạn phải cố gắng nhiều nhất. Nó chỉ là sự khởi đầu để các bạn luôn luôn cố gắng. Khi mà các bạn vào học đại học hay là ra đời đi làm ấy, mỗi ngày các bạn phải cố gắng.
Chứ còn không phải là các bạn cố gắng để vào đại học và các bạn nghĩ rằng là ồ, vào đại học rồi là chúng ta sẽ có thời gian như cấp 3 là sẽ có tầm lớp 10 để mà các bạn làm quen, không có chuyện đấy nhá. Khi mà các bạn nhận được cái giấy trúng tuyển đại học một cái là một cuộc đời mới bắt đầu rồi. Tại vì học đại học là một cái môi trường tự học. Cái ngày đầu tiên trở thành sinh viên là nhiều khi mình đến nhận lớp mình còn đang không biết gì về cái chuyên môn nhưng mà người ta đọc vanh vách rồi ấy. Các bạn học trong lớp các bạn đọc vanh vách rồi vì các bạn ấy đi trước mình. Đó. Thì mình muốn nói rằng là mình hãy giảm bớt cái áp lực của cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia xuống. Mình vẫn nên có, nhưng mình đừng nghĩ rằng là ui bây giờ đây 2 năm khó khăn nhất cuộc đời mình nó sắp tới rồi, mình phải làm thế nào bây giờ, mình phải làm nào để mà cố gắng trong 2 năm tới. Đừng nghĩ như thế. Mà mình hãy nghĩ rằng là bắt đầu từ bây giờ sẽ phải cố gắng theo một cách khác. Không phải là cố gắng vào mỗi kỳ thi, mà cố gắng từng ngày, từng giờ, từng buổi tối, từng giây phút ngồi vào bàn học hay là từng tiết học, các bạn phải cố gắng. Thì khi mà các bạn hoàn thành xong trung học phổ thông quốc gia, các bạn bước vào cái môi trường đại học ấy, các bạn làm quen với cái áp lực học tập và cái áp lực mà các bạn tự tạo ra rồi, khi đó các bạn sẽ cảm thấy cái môi trường đại học nó đỡ, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì các bạn sẽ có được một cái quãng đời sinh viên nó đáng nhớ hơn. Hãy coi cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia này, nó đúng với cái tính chất của nó là một kỳ thi tuyển đại học. Nó là một kỳ thi đầu vào. Và bất kỳ một cái sự mở đầu nào nó cũng đều nhẹ nhàng. Và khi các bạn bước vào đại học thì bắt đầu nó mới tăng dần lên. Thế nên là hãy kỷ luật, hãy đặt áp lực cho bản thân, nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng là đây là sự khởi đầu và các bạn cần làm quen và thích nghi với những cái áp lực đó. Thì khi đó các bạn sẽ không cảm thấy quá là stress, các bạn sẽ không cảm thấy quá là nặng nề với những cái mục tiêu của mình nữa. Vâng ạ. Và xin bật mí với các bạn khóa sinh, đấy là anh Việt Hoàng và chị MC Khánh Vi, chính là hai đại sứ của chương trình Tiếp Sức Mùa Thi năm nay. Thế thì Hoàng có thể chia sẻ thêm rằng là trong cái chương trình Tiếp Sức Mùa Thi năm nay thì Hoàng đã có những hoạt động gì chưa? Mình cũng rất là may mắn khi mà năm nay thì mình được là một trong hai đại sứ của chương trình Tiếp Sức Mùa Thi. Và mình cũng mong rằng là trong những năm sắp tới thì Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức những cái kỳ Tiếp Sức Mùa Thi đó. Và nếu được thì mình cũng rất là mong có cơ hội được đồng hành cùng với chương trình. Tại vì nếu như mà năm sau mà mình còn được làm đại sứ thì có lẽ là sẽ được đồng hành với các bạn 206 ở đây. Đó, thì đấy cũng là một cái điều mà rất là may mắn. Thì trong cái đợt thi trung học phổ thông quốc gia lần này thì cái nhiệm vụ chính của mình và chị Vi đấy là cố gắng chia sẻ những cái kinh nghiệm về ôn thi, về chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tâm lý cho các bạn sĩ tử chuẩn bị bước vào cái kỳ thi quan trọng, đồng thời là cổ vũ và ủng hộ các bạn. Và nếu có cơ hội thì mình cũng rất là muốn đến những cái điểm thi để mà được tận tay tiếp nước hay là làm những công việc mà bản thân mình đã từng làm trước đây, là một tình nguyện viên, để mà đóng góp một phần giúp cho các sĩ tử có được một cái kỳ thi trọn vẹn và giúp cho các bạn có được một cái sự ủng hộ tốt nhất để các bạn thể hiện tốt nhất cái khả năng của mình. Rồi, bây giờ thì Dương mình nhớ ra một điều là không biết là Hoàng có hay đọc sách hay không, và nếu như đọc sách thì không biết là có cái cách nào để mà mình ghi nhớ được lâu, được dài và được nhiều những cái mảng kiến thức khác nhau không ạ? Có, trước đây thì mình cũng đọc sách rất là nhiều. Thực ra mình cũng phải nói thật đấy là càng về thời gian gần đây thì mình càng ít đọc sách lại. Tại vì là những cái về học hành các thứ thì nó đang chiếm hơi nhiều thời gian. Thế nên là cái quỹ thời gian cho việc đọc sách nó cũng không còn nhiều. Tuy nhiên thì đúng là với mỗi loại sách thì mình sẽ có một cách đọc khác nhau. Hoặc là ở đây các bạn cũng thế thôi, các bạn sẽ không thể đọc sách giáo khoa theo với một cái tâm thế như là đang đọc Doraemon được. Hay là các bạn nữ mà đọc truyện ngôn tình Trung Quốc Ai Hiểu Đợt Lòng Em tác giả Lục Xu gì gì đấy thì cũng không thể đọc theo một cái kiểu là đang đọc sách giáo khoa được, đúng không? Đó, mỗi loại sách nó sẽ có một cái cách đọc khác nhau. Ví dụ như mình khi mà mình đọc một cái quyển sách trinh thám thì mình rất là thích đọc trinh thám. Thì mình muốn hóa thân thành cái vị thám tử đó. Mình thường cầm theo một quyển sổ, một cái bút, đọc rất chậm, ghi lại từng chi tiết, từng những cái thông tin để mà mình có thể suy luận theo. Tất nhiên là đa số thì thất bại, nhưng mà cũng một hai lần thành công là mình cũng thấy là mình cũng được phết. Còn ví dụ khi mà mình đọc tiểu thuyết, không phải ngôn tình, anh chưa đọc ngôn tình, nhưng mà anh đọc tiểu thuyết thường là anh đọc như kiểu của Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn, hay là những tiểu thuyết nước ngoài, thì thường là mình đọc rất là nhanh. Tại vì mình muốn theo cái mạch cảm xúc đó.
mình không muốn ngắt quãng nó quá nhiều, là mỗi ngày mình đọc có 10, 15 trang, hôm sau mà là mình quên xử nhân vật hôm đấy, hôm qua người ta làm cái gì rồi. Đấy, mình muốn đọc càng nhanh càng tốt, đọc ngấu nghiến nó luôn để mà hiểu được tường tận, đi theo đúng cái mạch cảm xúc của câu chuyện. Còn khi mình đọc những cái quyển như là Bách Khoa Toàn Thư Britannica hay là đọc sách giáo khoa thôi, mình mua sách giáo khoa từ đầu hè, ví dụ như bây giờ các bạn 2006 lên lớp 12 đúng không, là anh mua sách giáo khoa lớp 12 từ tầm tháng 4, tháng 5, là mình đọc rất là chậm và thường là mình sẽ ngồi trước máy tính luôn để mà nhìn thấy một cái kiến thức gì đấy là ngay lập tức mình Google search và mình muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Mình muốn tìm hiểu những cái này, mình luôn đặt câu hỏi là tại sao nó lại như thế và tại sao mình lại không biết cái này nhỉ. Thì đấy là cái cách đọc sách của mình, mỗi cái loại sách, mỗi tựa sách sẽ có một cái cách đọc khác nhau. Đấy là mình nghĩ đấy nó là một cái bí kíp làm sao cho mình tối ưu hóa cái tác dụng của cái việc đọc sách đấy. Dương xin hỏi sâu thêm một chút. Thế thì để mà chuẩn bị cho cái cuộc thi siêu trí tuệ ấy, thì Hoàng có phải dành nhiều thời gian để đọc các loại sách hay không? Và Dương thấy rằng là cái cuộc thi đấy thì nó có rất là nhiều mảng lĩnh vực, lịch sử, địa lý này, thiên văn học, tất cả các thể loại đúng không ạ? Thế thì làm thế nào để mà mình không bị lẫn lộn giữa các cái kiến thức đấy và mình ghi nhớ được lâu dài? Cũng thú thật là khi mà mình chuẩn bị thi siêu trí tuệ vào cái mùa hè năm 2019 thì mình không ôn luyện quá nhiều, tại lúc đấy thì mình đang bận học lại giải tích 1. Thì cái việc mà đọc sách nó là một cái quá trình tích lũy kiến thức trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta không thể đọc mà và nhớ được hết tất cả 100% những gì chúng ta đọc được, đấy là một cái điều chắc chắn. Và chúng ta càng nhồi nhét trong một khoảng thời gian ngắn thì tác dụng nó càng kém. Tại vì sách, đọc sách để tiếp thu kiến thức nó khác với việc đọc sách để giải trí. Các bạn nữ thì nhiều hơn nhá, câu này dành cho các bạn nữ nhá. Các bạn nữ mà xem cái phim Hàn Quốc đi, có mà nếu mà ra xong một bộ rồi là chỉ muốn là có một cái buổi đêm nào đấy mà không có một cái công việc gì để mà cày một phát xong cái bộ ấy luôn. Khóc là khóc, cười là cười cùng với nhân vật luôn. Chứ mà cứ mỗi tuần xem một tập thì nó cũng chán đúng không? Nhưng mà nếu như thay cái bộ phim Hàn Quốc thành chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đi, thì có bạn nào mà ngồi từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng mà ngồi xem với tầm 10 số Olympia liên tiếp không ạ? Không. Đó. Thì đấy là cái mà mình nói là như vừa nãy là đọc sách thì bây giờ cũng thế. Cái việc tiếp thu kiến thức nó là theo một thời gian dài, một ngày, hai ngày, ba ngày, như mình là 10 năm ôn Olympia. Sau đó thì có thêm khoảng 1-2 năm nữa rồi mình mới đến với siêu trí tuệ. Thì khoảng tầm 11-12 năm như thế thì mình nghĩ rằng cái khả năng ghi nhớ và cái lượng kiến thức mà mình có thể tìm hiểu được nó cũng đã ổn ổn. Và mình không có cố gắng để mà trau dồi thêm, để nhồi nhét thêm, mà mình chỉ cố gắng là từ cái đó mình phát huy được thêm, mình phát triển được thêm cái phần nào thì mình phát triển thôi. Tại vì suy cho cùng nó vẫn phải là cái giá trị lâu dài. Thế thì với một cái kiến thức ví dụ như một cái kiến thức mới mình mới tiếp thu đúng không ạ? Thế thì làm thế nào để Hoàng có thể ghi nhớ được một khoảng thời gian dài hơn? Vì là bình thường ví dụ như Dương chẳng hạn, Dương học một cái gì đấy mới thì thường là một khoảng thời gian ngắn về sau là Dương đã quên được một vài cái lỗ hổng ở trong cái kiến thức đấy rồi. Vậy thì làm thế nào để mà mình trau dồi được cái đấy? Có một cái phương pháp mà anh muốn chia sẻ cho các bạn cũng như mình muốn nói với Dương, đấy là chúng ta hãy để ý những cái mạng nhện ấy. Mạng nhện nó được cấu tạo từ cái gì ạ? Nó được cấu tạo từ những cái nút và những cái sợi tơ nhện để nối những cái nút đấy lại với nhau. Và những cái con nhện nó tạo nên mạng nhện kiểu gì ạ? Từ những cái nút nó bắt đầu nó răng tơ ra và nó tạo ra thêm những cái nút tiếp theo để nó tạo thành một cái mạng nhện. Thì đấy chính là cái cách để mình tiếp thu một kiến thức mới. Cái việc mình tiếp thu một kiến thức mới giống như việc một con nhện nó tạo nên một cái nút mới trong một cái mạng nhện đấy, nó phải kết nối với những cái nút cũ. Thì khi mình học một kiến thức mới, cái việc đầu tiên mình cần làm là nó liên quan gì với những cái mà mình đã biết. Chắc chắn nó sẽ có liên quan, tại vì chúng ta sẽ không thể biết được rằng chúng ta đang có cái gì trong đầu. Có một cái nghiên cứu khoa học, đấy là con người chúng ta dùng chưa tới 10% bộ não. Và cái vùng ghi nhớ của chúng ta thực sự nhá, ở đây sẽ có những bạn nói với anh rằng là em chẳng nhớ cái gì đâu, hay là em học kém lắm, hay là em chẳng biết gì cả. Không, các bạn biết nhưng các bạn chưa có truy xuất được ra khỏi đầu.
sẽ có những lúc mà các bạn nghe đến một cái gì đó, các bạn nghe đến một thuật ngữ đó và các bạn sẽ có một cái phản xạ là ơ quen thế, mình gặp ở đâu đấy rồi. Đấy, đấy là một cái phản xạ cho thấy rằng là cái vùng trí nhớ của bạn vẫn rất là tốt, các bạn ghi nhớ rất là nhiều, chẳng qua là chưa truy xuất được. Thì cái quan trọng là khi các bạn học một cái mới ấy, các bạn phải cố gắng tìm một cái sự liên quan đến những kiến thức mà các bạn đã biết. Ví dụ nếu bây giờ mà anh nói với các bạn nam về một cái tên Hàn Quốc nào đấy, mét 8, cơ bụng 6 múi các thứ, không phải bạn nào cũng biết. Ví dụ nhưng mà giả sử mà anh muốn nói đến một cái thành viên nhóm nhạc nào đấy chẳng hạn của Hàn Quốc chẳng hạn, thì không phải anh nào cũng biết đúng không? Nhưng mà cứ về hỏi xem là ví dụ nhà có em gái hay chị gái, hay là hỏi các bạn nữ cùng lớp xem là ê, cái nhóm này như nào. Thì kiểu gì các bạn ấy cũng sẽ tìm ra được một cái điểm chung, một cái điểm mà các bạn nhận ra là ok, biết cái đó. Hoặc ví dụ như bây giờ hỏi bên này bảo là hỏi xem là gọi là Kylian Mbappe là ai chẳng hạn đấy, bảo đấy. Có thể các bạn nữ sẽ không biết là ai, nhưng mà bảo là đợt trước đã cùng câu lạc bộ với Messi, bảo không em biết Messi. Đấy. Đấy, tức là khi mà các bạn học một cái gì đấy ấy, các bạn luôn luôn phải tìm một cái sự liên quan đến những kiến thức mà các bạn đã biết, thì khi đó các bạn sẽ ghi nhớ một cách có hệ thống và logic hơn. Và cái não bộ chúng ta được lập trình để ghi nhớ kiến thức theo một cách logic, thì khi mà chúng ta làm cái việc đó, tức là chúng ta đang làm đúng với cái chức năng của não bộ, thì mình sẽ ghi nhớ được tốt hơn và nhiều hơn nữa. Vâng ạ, đúng là khi mà mình có những cái kết nối giữa những cái vùng kiến thức thì nó thực sự dễ nhớ hơn. Và Dương nghĩ rằng là khi mà nhớ theo cách như vậy thì nó không bị áp lực, đúng không ạ? Vậy thì một lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn trước khi bước vào những cái kỳ thi, thì đúc kết lại của Hoàng, những cái bí kíp của Hoàng, thì Hoàng có thể chia sẻ gọi là tóm tắt lại được không ạ? Có 3 cái yếu tố mà anh muốn tóm tắt lại cho các bạn, để mà nó có thể là một cái lời cổ vũ, một cái lời động viên, để mà trước mỗi cái kỳ thi, trước mỗi cái khoảnh khắc mà các bạn cảm thấy áp lực, thì các bạn hãy xác định cho anh. Đầu tiên, mục tiêu của mình khi bước vào kỳ thi đấy là gì? Thứ hai, mình muốn và đam mê nó như thế nào? Mình có thực sự đam mê cái chặng đường mình đang đi không? Mình có thực sự muốn thành công trên cái đó không? Và thứ ba, là mình cảm thấy là mình đang còn thiếu cái gì? Hãy trả lời giúp anh 3 cái câu hỏi đó. Ví dụ ở trong cái chặng đường trung học phổ thông quốc gia sắp tới, các bạn 2006 các bạn lên lớp 12 đi ha, và một ngày hè đẹp trời nào đấy vào tháng 5 năm 2024, tự nhiên các bạn cảm thấy là thôi chết rồi, sắp thi rồi mà nó mông lung quá. Câu hỏi đầu tiên, mục tiêu của các bạn là gì? Em muốn được bao nhiêu điểm? Em muốn được 20 điểm thôi, hay là em muốn được 25 điểm, hay là em muốn được 27 điểm, hay là em muốn thủ khoa các thứ đấy. Câu hỏi thứ hai, mình có thực sự muốn hay không? Đấy là tại sao vừa nãy anh hỏi rằng có những bạn có suy nghĩ rằng đại học không phải là con đường duy nhất ấy. Thì anh muốn nói là đại học đúng không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là con đường ngắn và an toàn nhất. Thì các bạn phải xác định xem là mình có đang thực sự cố gắng vì cái mục tiêu đấy không, hay mình bị ảnh hưởng bởi những cái mục tiêu khác. Và cái thứ ba, mình còn thiếu cái gì? Đấy chính là cái vấn đề về cái việc mất gốc. Mình còn đang yếu môn học nào? Mình còn đang chưa làm tốt ở phần nào? Thì hãy tập trung để khai thác nó. Và một cái điều cuối cùng, đấy là bất kể các bạn ôn luyện, các bạn chuẩn bị, các bạn tập trung học hành đến đâu, thì cái tâm lý của các bạn phải là một cái điều mà các bạn phải giữ được, một cái tâm lý thật là thoải mái. Với bản thân anh thì 2 đến 3 ngày trước kỳ thi ấy, anh học rất ít. Thậm chí cái ngày cuối cùng trước kỳ thi anh không học gì cả. Mà anh vẫn hay nói với em gái anh ấy là trước cái ngày thi ấy, muốn chơi gì thì chơi đi, cày phim các thứ đi, đu idol các thứ. Thậm chí là buổi tối trước ngày thi nhá, 9 giờ lên đắp chăn đi ngủ, hoặc là thích lướt TikTok thì lướt một chút xong đi ngủ. Còn những cái ngày mà gần ngày kỳ thi ấy, mở những cái bộ đề ra xem là những cái bộ đề đấy mình làm rồi ấy, mình sai ở đâu, và đến bây giờ mình sửa được nó hay chưa. Chứ đừng có cố gắng mà đến tận sát ngày thi rồi vẫn hôm nay phải làm 5 đề, hôm nay phải làm bao nhiêu đề đấy. Các bạn càng nhồi nhét thì nó càng phản tác dụng, bởi vì học nó là một chặng đường dài. Tiếp thu kiến thức, tiếp thu cái những cái gọi là trí tuệ, nó là vấn đề về trí nhớ dài hạn. Nó là một câu chuyện của một chặng đường dài, và các bạn phải cố gắng cách đó 1 đến 2 năm rồi. Thế nên trong vòng những ngày cuối trước kỳ thi ấy, thì hãy thỏa mãn bản thân mình bằng những gì các bạn muốn. Ăn, ngủ, nghỉ, chơi, đá bóng, xem phim các thứ, để làm sao
cái buổi sáng ngày mà các bạn bước vào phòng thi ấy sẽ phải là một cái phiên bản tốt nhất về cả trí tuệ, về cả kiến thức và cả tâm lý. Thì anh tin đến lúc đó các bạn sẽ làm tốt cái bài thi của mình. Thực sự là Dương cũng đã áp dụng cái điều này. Tức là gì, ngày xưa trước khi Dương đi thi kỳ thi đại học đấy ạ, thì 3 ngày trước kỳ thi Dương đi ngủ rất là sớm. Và với một cái tâm lý là gì? Thực ra là mình đúng là mình học là cả một quá trình 3 năm cấp 3 rồi. Vậy thì còn 3 ngày trước khi thi, nếu như mình cứ gọi là chạy hết công suất, thì có thể đến cái ngày thi đầu tiên thì mình lại bị mệt quá và mình không thể nào mà làm bài một cách tỉnh táo, thoải mái nhất được. Thế nên đúng là trước 3 ngày kỳ thi thì Dương có một cái tâm lý rất là thoải mái. Là gì? Đúng là giống như Hoàng hướng dẫn đấy ạ. Là mình bỏ đề ra này, mình xem là mình hay bị sai những cái gì này. Mình ghi vào, mình nốt vào là ở đây này, cái chỗ này hay sai này, đi thì chú ý thêm một tí. Đấy, thế còn lại là cái việc ăn này, việc ngủ này, việc chơi rất là điều độ. Và thực sự là nó cũng hiệu quả thật các bạn ạ. Và thưa các bạn, là ngày hôm nay thì Việt Hoàng đã đến với chương trình để chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những kinh nghiệm, những trải nghiệm đáng quý cho các bạn. Và một lần nữa xin các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ, để cảm ơn anh Việt Hoàng. Và sau đây, để thay đổi không khí một chút, thì các bạn có muốn tham dự một mini game không ạ? Vâng. Thế thì hãy cho anh một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng đến với phần thi. Phần này thì cũng hơi giống đường lên đỉnh Olympia một chút. Và xin phép là sẽ được mời Việt Hoàng trở thành ban giám khảo của thi này. Đường lên đỉnh ba vàng. Vâng, đường lên đỉnh ba vàng. Cũng đúng ạ. Bây giờ thì Dương và Hoàng có thể mình sẽ đứng lên một chút và giao lưu với các bạn một chút nhỉ. Dương sẽ là người đặt đọc câu hỏi, và sau đó sẽ mời các bạn khóa sinh ở bên dưới. Nếu như các bạn có đáp án thì chúng ta sẽ giơ tay, đúng không ạ? Và các bạn có 15 giây, 15 giây nhé các bạn nhé, để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Các bạn đồng ý không ạ? Đồng ý thì cho một tràng tay lớn hơn nữa đi ạ. Vâng. Các bạn cứ yên tâm là câu hỏi nó cũng dễ lắm. Hoặc không. Vâng. Chúc các bạn may mắn. Trong một cuộc thi thì kiểu gì cũng sẽ có câu dễ và kiểu gì cũng có câu khó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1. Vua Trần Nhân Tông, hay còn gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là người đã khai sinh ra dòng thiền nào? 15 giây bắt đầu. Xin mời các bạn. Rồi, đã có những cánh tay. Các bạn cứ suy nghĩ đi ạ, rồi ban tổ chức sẽ chuyển mic cho ạ. Câu hỏi của chúng ta cũng có ở trên mặt LED đây. Hết giờ. Xin mời ban tổ chức sẽ chọn một bạn để trả lời. Bạn nào biết đáp án thì đừng nói ra miệng nhé, tại vì cơ hội cho các bạn ngồi bên cạnh đấy. Em tên là Nguyễn Hoàng Anh, em ở nhóm Tulip Xanh ạ. Bạn đến từ tỉnh thành nào ạ? Bạn đến từ tỉnh thành nào ạ? Em đến từ Hải Dương ạ. Vâng, đến từ Hải Dương. Và đáp án của bạn là? Và đáp án của em là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ạ. Nếu mà các bạn nghĩ là đáp án đúng thì cho bạn một tràng pháo tay ạ. Câu hỏi khởi động nó cũng hợp lý đúng không? Nó không quá khó đúng không? Chúc mừng bạn, Trúc Lâm Yên Tử là một đáp án chính xác. Vâng, câu hỏi đầu tiên đã được giải đáp. Và xin mời ban tổ chức sẽ gửi quà cho bạn. Các bạn trả lời đúng thì sẽ có một phần quà dành tặng. Chúng ta sẵn sàng đến với câu hỏi số 2 chưa ạ? Anh xin phép đọc luôn nhé. Câu hỏi số 2. Đại dương nào hiện nay là đại dương lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích bề mặt trái đất? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Ủa, thế có bạn nữ giơ tay trông rất là vâng, rất nhiều những cánh tay rồi ạ. Hết giờ, xin mời ban tổ chức ạ. Từ từ, anh có được mời không? Tại vì thực sự không, anh xin lỗi nhé, anh rất là ấn tượng với lại cái cách mà một bạn nữ ở bên kia giơ tay. Không biết bạn, là bạn nào đấy ạ? Anh bạn ấy như kiểu là anh ơi, em phải được trả lời câu hỏi này, nếu không về bố mẹ em mắng em ấy.
bạn ấy đứng dậy xong bạn ấy còn kiểu đâu rồi nhở, đúng rồi, cái bạn búi tóc hai bên ấy đứng dậy cho bạn xem nào. À dạ. Thế thì xung quanh đó có bạn nào có câu trả lời không? Tại vì vừa nãy mời mời nam rồi, giờ đang muốn là mời bên này. Mới... Đúng yên rồi. Tâm. Các bạn nam là phải nhường cơ hội cho bạn. Không thiệt đâu mà sợ khổ. đây, bạn này đi ạ. Bạn đấy, đứng dậy giúp anh nhé. Đây. Nhưng mà trước mời bạn giới thiệu về bản thân mình bạn, trước đi. Bạn giới thiệu về tên này, rồi là bạn đến từ lớp nào và tỉnh thành nào? Em tên là Vân Khánh, đến từ lớp Tulip Xanh ạ. Em là ở Bắc Giang ạ. Em thưa anh, em có câu trả lời là Thái Bình Dương chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích bề mặt trái đất ạ. Em có thêm một thông tin gì về đại dương này không? Em có biết tại sao nó được gọi là Thái Bình Dương không? Em không ạ. Ok, nhưng mà không sao, đấy là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng em. Thì cái lý do tại sao cái đại dương này được đặt tên là Thái Bình Dương ấy, đấy là do một nhà hàng hải rất nổi tiếng mà các em đã được học trong chương trình tiểu học hay là trung học cơ sở gì đó. Đấy là nhà hàng hải Ferdinand Magellan. Và khi mà ông đi qua cái đại dương này, ông cảm thấy là tại sao lại có một vùng biển nó yên bình như thế, nó không có sóng cả, nó không có gió mạnh, nó không có bão. Và ông quyết định đặt tên cho cái vùng biển này là vùng biển Thái Bình Dương. Nhưng mà thực tế thì Thái Bình Dương là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất thế giới. Có rất là nhiều bão, rất là nhiều sóng cả và nó còn có nguyên một cái vành đai lửa. Vành đai lửa nằm dọc xung quanh cái, nó gọi là cái biên giới của với vùng biên của Thái Bình Dương, mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái quốc gia nằm ở vùng ven Thái Bình Dương như là Nhật Bản chẳng hạn. Chắc là các em cũng có biết về những cái trận động đất hay sóng thần rất là lớn ở Nhật Bản, thì đó chính là, hay là núi lửa của Nhật Bản hay Indonesia, thì nó chính là từ cái vành đai lửa Thái Bình Dương mà ra. Thì đấy là một chút thông tin thêm về cái câu hỏi thứ hai về Thái Bình Dương. Cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi bằng tiếng Anh. Chắc là cũng không khó đâu, anh đoán là cũng không khó đâu. Và câu này thì xin mời anh Hoàng sẽ đặt câu hỏi cho các bạn ạ. Okay. So, which city is the capital city of India? 15 giây bắt đầu ạ. Đừng ngại giơ tay lên đi, không sao đâu. Vâng, chúng ta hãy thật là mạnh dạn để đưa ra đáp án của mình ạ. Vâng, phía bên dưới có rất là nhiều các bạn đang giơ tay. Xin mời ban tổ chức ạ, sẽ chọn một bạn. Hãy tự làm cho mình trở nên nổi bật đi ạ. My name is Nguyễn Tuấn Anh. I'm in class. Lan nào lan rừng á? Lan forest. Lan forest. Lan rừng có đọc tiếng Anh không? I'm in. Đọc tiếng Việt luôn hả? Tại sao lại bắt con nên đọc tiếng Anh? Con tên là Nguyễn Tuấn Anh. Con học ở lớp lan rừng ạ. Vâng, chắc là bạn run quá đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn bạn. Xin mời Hoàng ạ. So, your answer is New Day. What? Đọc là gì? À, New Day. New Delhi hả? Ok. Anh sẽ không bắt em phải đánh vần từng chữ một ra đâu, em yên tâm. New Delhi là một phương án đúng không ạ?
Ở đây có bạn nào có đáp án khác không? Có rất nhiều bạn có đáp án khác, nhưng mà New Delhi là một đáp án chính xác rồi mà. Vâng, xin chúc mừng bạn. Và xin mời anh Hoàng có thể cung cấp thêm thông tin một chút được không ạ? New Delhi là một trong số những cái thành phố lớn nhất của Ấn Độ. Và tại sao anh nghĩ rằng cái việc mà đưa cái câu hỏi này nó cũng có cái ý của nó? Tại vì như các em, anh nghĩ là các em cũng đã đều biết, đây là Ấn Độ được coi là một trong những cái nôi tôn giáo lớn nhất thế giới. Và tại đất nước này chính là quê hương của ba trong số những cái tôn giáo hàng đầu thế giới có cái số lượng người theo lớn nhất, đó là Phật giáo, Ấn Độ giáo và Hindu giáo. Và tất nhiên là cái việc mà từ cái nôi của nó phát triển ra thêm nhiều những cái nhánh khác thì đấy là cái câu việc của câu chuyện của sau này. Tuy nhiên, anh muốn nói là ở đây chắc chắn các bạn đã từng xem bộ phim Tây Du Ký rồi đúng không ạ? Đó, thì các bạn có biết cái địa danh Tây Trúc, đi Tây Trúc Thỉnh Kinh nó ở đâu không ạ? Đúng rồi, nó chính là ở Ấn Độ đấy ạ. Và tại ở Việt Nam mình ấy thì cái bộ kinh đầu tiên của nhà Phật đã được vua Lê Long Đĩnh lấy từ Ấn Độ về từ khoảng thế kỷ thứ 11. Và đấy được chính là một, tức là nó được coi là một cái bước phát triển mới của Phật giáo Việt Nam, là một trong số những cái dấu mốc trong cái chặng đường phát triển của Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo tại Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn Long. Và nhân tiện Long cũng nói về Phật giáo thì vừa nãy có một câu hỏi đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta đã nhắc đến dòng thiền gì ạ? Trúc Lâm Yên Tử đúng không ạ? Vậy thì Hoàng có thể cung cấp thêm một chút thông tin về dòng thiền này được không? Thực ra trong tên của nó cũng đã có hai chữ Yên Tử rồi đấy. Thì Yên Tử chính là cái địa điểm nơi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia. Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì sinh vào năm 1258, mất năm 1308. Ông được sinh ra trong năm mà quân dân triều Trần kháng chiến chống giặc Mông Cổ lần thứ nhất. Và ông là người lãnh đạo quân dân ta trong hai cuộc kháng chiến tiếp theo. Thì có thể nói ông là một trong số những người mà sống qua cả ba cái cuộc kháng chiến của nhà Trần. Và khi mà thoái vị để nhường ngôi cho con trai, tức là vua Trần Thánh Tông, thì vua Trần Nhân Tông đã xuất gia và lên núi Yên Tử để, tức là coi như là rũ bỏ long bào để trở thành một nhà sư. Và ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là người đã khai sinh ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và theo như mình được biết, đúng không, biết là đúng không nhá, đấy là ở đây mọi người có biết rằng là trong cái pháp danh của sư phụ trụ trì là sư phụ Thích Trúc Thái Minh ấy, thì chữ Trúc ở đây chính là lấy từ Trúc Lâm Yên Tử, chính lấy từ cái dòng thiền đấy mà ra. Vâng ạ, đây là một thông tin rất chính xác ạ. Và sư phụ Thích Trúc Thái Minh thì cũng xuất thân từ dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Vì sao ta thường được nhắc nhở rằng không nên để cây cối trong phòng ngủ vào ban đêm? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Anh nghe câu hỏi xong anh còn tưởng đây là câu hỏi khó luôn ấy. Ôi, rất nhiều những cánh tay. Vâng, hết giờ. Xin mời ban tổ chức ạ, sẽ lựa chọn một bạn để trả lời câu hỏi. Từ lúc anh Hoàng nói rằng hãy trở thành người nổi bật nhất thì có rất nhiều cách giơ tay khác nhau. Em xin tự giới thiệu, em là Vũ Khánh Ngọc, đến từ nhóm Bồ Công Anh ạ. Câu trả lời của em là không nên để cây cối trong phòng ngủ vì sẽ thải ra khí carbon và hút khí oxy ạ. Wow. Em đang học lớp mấy? Em năm nay lớp 12 ạ. Em ở lớp có học giỏi môn sinh không? Môn sinh học ấy. Em bình thường ạ. Không, anh nghĩ là với câu hỏi này thì em xứng đáng là một điểm 10 đấy. Anh rất là bất ngờ nhưng mà cũng rất là vui, tại vì câu hỏi này anh nhìn thấy có rất là nhiều bạn giơ tay. Tại vì đây là một câu hỏi đời sống. Và cái việc mà các bạn biết, có thể là các bạn biết cái câu trả lời cho câu hỏi này chính là cái minh chứng cho cái việc là cái kỹ năng sống thực tế, cái kỹ năng thực tế các bạn rất là cao. Thì tại sao mà người ta lại hay nhắc nhở rằng không nên để
cây xanh ở trong phòng ngủ chính là như vậy. Đấy là cây xanh ban ngày thì nó quang hợp, nó sẽ thải ra oxy. Tuy nhiên vào ban đêm thì nó sẽ tiến hành hoạt trình hô hấp và nó sẽ hút oxy từ môi trường và thải ra khí carbonic. Điều này sẽ làm nồng độ khí carbonic trong phòng ngủ tăng lên và nó sẽ gây hại cho sức khỏe con người. Chúc mừng em, đấy là một đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng ạ, xin mời ban tổ chức gửi phần quà cho bạn ạ. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi như sau: thành phố nào là trung tâm kinh tế lớn nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Ở đây có bạn nào từ đồng bằng sông Cửu Long ra đây không ạ? Hết 15 giây, xin mời ban tổ chức ạ. Em Lương Anh, em tên là Nguyễn Như Bảo Nam. Em đến từ Lạng Sơn ạ. Bạn đến từ lớp nào ạ? Nha Đam ạ. Em thưa anh là Cần Thơ ạ. Cần Thơ. À, thành phố Hồ Chí Minh. Câu trả lời cuối cùng của bạn là gì ạ? Câu trả lời cuối cùng của em là... Nào bây giờ mình chơi ai là chữ phú này. Bây giờ câu trả lời cuối cùng của bạn là gì ạ? Em nữa anh là... Cần Thơ. Nào chốt. Cần Thơ ạ. Cần Thơ. Chắc chưa? Chắc ạ. Chắc chắn chưa? Rồi. Nào câu trả lời này có thể làm lớp Nha Đam tự hào về bạn không ạ? Thực ra thì Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh một thành phố là trung tâm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một thành phố là trung tâm của khu vực Đông Nam Bộ. Đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là khu vực Tây Nam Bộ, nó nổi tiếng với cái gì ạ? Mình hay nói là miền Tây cái gì ạ? Miền Tây sông nước, đúng rồi. Và đáp án chính xác cho câu hỏi này, nếu như nó không phải là Cần Thơ thì anh sẽ mời bạn khác. Thế nên... À không, thôi đừng giơ tay nữa em. Đáp án Cần Thơ là đáp án chính xác rồi. Vâng, xin chúc mừng bạn. Xin mời ban tổ chức sẽ gửi phần quà cho bạn trước ạ. Hoàng có thể chia sẻ thêm một chút về thành phố Cần Thơ không ạ? Thực ra thì anh chưa đến Cần Thơ bao giờ. Ở đây có bạn nào đi Cần Thơ chưa ạ? Có rồi đúng không? Thì như anh được biết là Cần Thơ thì là một trong số 5 thành phố trực thuộc trung ương của nước ta. Và như ở câu hỏi có nói, đấy là nó là trung tâm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Một trong những thành phố có cái nền kinh tế phát triển nhất toàn quốc và nó được coi là cái nôi cũng như là vùng trung tâm kinh tế của toàn bộ cái một cái vùng miền Tây sông nước rộng lớn. Và anh thì là một cái người rất là thích đi du lịch. Anh mong là sau này anh sẽ có cơ hội được đến cái miền Tây sông nước này. Nghe nói là nhiều mũi lắm mà anh thì ở nhà máu ô. Nhưng mà thôi không sao. Tại anh nghĩ là nếu như các bạn tuổi trẻ mà mình cũng nên trải nghiệm đúng không? Nếu như có cơ hội thì hãy thử đến Cần Thơ một lần. Tại vì người ta có một cái câu là cái gì nhỉ? Anh định đọc câu thơ ấy ra nhưng không biết là câu thơ đấy có phải ở Cần Thơ hay không. Anh sợ là anh bị quê, anh có nên đọc không? Có nên đọc không ạ? Thực ra thì nó trích ở trong nó trích ở trong một cái bài hát mà anh cũng quên tên luôn rồi. Nhưng mà nó nói về Cần Thơ, nó có rất là nhiều những cái địa danh như là bến Ninh Kiều, như là cầu Cần Thơ, như là chợ nổi Cái Răng. Ui, ở đây biết cả chợ nổi Cái Răng hay không? Anh xuống dưới anh ngồi được không? Bạn nào lên trên này thì tự nhiên anh thấy mất tự tin quá. Đấy thì đấy, tức là đấy là những cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của Cần Thơ. Và anh nghĩ rằng là nếu như chúng ta có cơ hội, chúng ta hãy thử đến với Cần Thơ một lần. Vâng ạ, xin cảm ơn Việt Hoàng đã cung cấp những thông tin rất hay về Cần Thơ. Chúng ta đến với câu hỏi số 6. Ozone có thể oxy hóa được hầu hết các kim loại trong bảng tuần hoàn trừ 3 nguyên tố là iridi và 2 kim loại nào nữa. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Tôi cần những cánh tay của những học sinh chuyên hóa ở đây ạ. Em tên là gì? Em ở lớp nào? Câu này có lẽ rằng bắt đầu khó rồi đấy ạ. Em xin phép các anh chị trong ban tổ kia đúng không? Ok, mời bạn. Nhanh em quá. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Mạnh Quân, đến từ nhóm Sen Đá. Câu trả lời của em là câu trả lời của em là vàng và bạc ạ.
vàng và bạc. Chính xác không ạ? Có bạn nào có câu trả lời khác không? Ok, cảm ơn em. Đây là một câu trả lời gần đúng. Gần đúng rồi. Và anh muốn nghe một câu trả lời khác. Em trả lời lại ạ. Gần đúng rồi các bạn ạ. Là vàng và bạch kim ạ. Nào, chốt chưa? Đáp án cuối cùng của bạn là? Vàng và bạch kim ạ. Này bạn, em có mối quan hệ gì với bạn vừa nãy ở đây không? Bạn gì vừa nãy trả lời thành phố Hồ Chí Minh ở đây này? Không ạ. Không không đúng không? Hai đứa chơi giống nhau thế. Hai đứa chơi cái chiến thuật là... À em cùng ở Lạng Sơn với bạn đấy ạ. À. Đồng Hương. Lạng Sơn có gần Cao Bằng không nhỉ? Có ạ. Thảo nào lươn thế. Ok, và đáp án vàng và bạch kim là một đáp án chính xác. Chúc mừng em. Vâng, xin mời ban tổ chức sẽ gửi quà cho bạn. Nhưng mà ngày hôm nay thôi nhá, lần sau hay là đi thi các thứ, bút xa là gà chết đấy nhá. Vâng, đi thi là không có à nhầm đâu đúng không ạ? Hoàng có muốn chia sẻ một chút về kiến thức này không ạ? Anh nghĩ đây là một kiến thức cũng, anh nghĩ là nó cũng khá là chuyên biệt. Những bạn nào mà học về hóa này cũng sẽ biết. Thì sở dĩ cái lý do mà vàng và bạch kim nó không bị oxy hóa bởi ozone, đấy là nó hai nguyên tố này là hai trong số những nguyên tố kim loại hoạt động hóa học thụ động nhất. Tức là gần như nó sẽ không phản ứng hóa học với bất kỳ một cái nguyên tố nào trong điều kiện thường. Và đấy cũng là lý do tại sao mà vàng và bạch kim được sử dụng để làm đồ trang sức. Tất nhiên là nếu như mà chúng ta cái điều kiện kinh tế không bằng thì chúng ta có thể nghĩ đến một cái option thấp hơn, đấy là bạc. Nhưng bạc thì các bạn đều biết là nó có thể bị oxy hóa, đúng không? Nó có thể bị xỉn màu các thứ. Các em đeo vòng bạc là những cái em sẽ thấy nó bị xỉn màu theo thời gian. Nhưng nếu mà các em đeo vàng hay là các em cao hơn nữa là có một vài quả trang sức bạch kim chẳng hạn, thì các em đeo mãi mãi nó cũng vẫn sẽ giữ được cái độ sáng của nó. Đấy là lý do vì sao mà nó không bị oxy hóa, là bởi vì cái khả năng khó hoạt động và khó tác dụng trong điều kiện thường. Vâng, xin cảm ơn Hoàng. Sau khi giải thích câu vừa rồi thì anh cảm thấy là một học sinh khối A1 như anh nên tự hào về bản thân mình. Anh đã không học hóa 8 năm nay rồi mà anh không biết tại sao từ nãy giờ anh có thể nói được cái phần vừa rồi. Vâng, 8 năm rồi các bạn ạ. Và Dương nghĩ rằng đấy cũng chính là bí quyết của Hoàng khi mà Hoàng vừa chia sẻ những gọi là bí kíp hay là những cái mẹo để Hoàng ghi nhớ được trong vòng thời gian rất là lâu đúng không ạ? 8 năm rồi không học hóa nhưng vẫn có thể ghi nhớ được những kiến thức như vậy. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 7. Câu hỏi như sau: dạng địa hình phổ biến của trái đất chiếm 52% diện tích châu Á và 24 bề mặt trái đất là dạng địa hình gì? 15 giây để suy nghĩ. Bắt đầu. Em xin phép các anh chị là em muốn mời một số bạn ở phía xa xa như kiểu ở ngoài cửa các thứ được không ạ? Kiểu em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Ngọc Linh, em đến từ Hà Nội ạ. Em đến từ lớp Lan Rừng ạ. Em xin trả lời câu hỏi là 24% bề mặt trái đất là dạng địa hình đồng bằng ạ. Đúng không ạ? Có thể, câu trả lời là có thể. Tức là ý của em là 52% diện tích châu Á và 24% bề mặt trái đất là đồng bằng. Đúng không? Bắt đầu lung lay rồi này. Em có quê gốc ở Lạng Sơn không đây? Em đến từ Hà Nội ạ. Đồng bằng chưa phải là một đáp án chính xác. Vâng, cơ hội dành cho các bạn khóa sinh khác ạ. Vẫn còn rất nhiều cánh tay. Kìa. Em xin tự giới thiệu, em Nguyễn Văn Đông, em đến từ Bắc Giang. Em đang sinh hoạt tại lớp Tùng Bách Xanh ạ. Em tên là gì cơ? Nguyễn Văn Đông ạ. Ok, anh nghe nhầm là Nguyễn Văn Long ở Bắc Giang thì nên anh hơi giật mình.
Thì câu trả lời của em là gì? Em xin trả lời câu hỏi là dạng địa hình phổ biến chiếm 52 diện tích châu Á và 24 bề mặt trái đất là dạng địa hình đồi núi ạ. Bây giờ thế này, trong câu trả lời của em chỉ được chọn một trong hai từ thôi. Núi ạ. Đồi hay núi? Núi ạ. Nào. Núi hay đồi ạ? Từ núi ạ. 50-50 này. Chắc chưa? Em... Vâng, bắt đầu. Ok. Và anh muốn nghe câu trả lời của các bạn khác trong những câu hỏi sau. Tại vì núi là bạn chính xác rồi. Chúc mừng em. Xin chúc mừng bạn. Xin mời ban tổ chức có thể gửi phần quà cho bạn ạ. Tại sao mà anh lại muốn bạn chọn một trong hai từ? Tại vì là đồi và núi là hai dạng địa hình khác nhau. Mà anh nghĩ cái này anh không cần giải thích nhiều. Và cái tỷ lệ về 52% và 24% này nó là tỷ lệ của núi. Còn nếu như chúng ta tính cả đồi vào thì nó sẽ còn lớn hơn nữa. Và như ở Việt Nam thôi. Ở Việt Nam mình thì sẽ có những cái địa hình của Việt Nam mình là thấp dần theo hướng từ bên này, hướng bên này là bên nào nhỉ? Bên trái à? Đúng không? Anh không phân biệt được trái phải. Tây Bắc, Đông Nam và Bắc Nam, địa hình thấp dần. Và đa số địa hình ở vùng Tây Bắc cũng như Tây Nguyên là địa hình đồi núi cao nguyên. Đó. Tuy nhiên thì 52% diện tích châu Á và 24% bề mặt trái đất thì anh muốn các bạn phải trả lời rõ ràng đấy là núi. Vâng, xin cảm ơn Hoàng. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 9. À, câu hỏi số 8. Anh xin lỗi. Câu hỏi số 8 như sau. Bạn hãy cho biết hình ảnh dưới đây. Xá Lợi này gắn liền với nhân vật và sự kiện lịch sử nào? Xin mời hình ảnh. Bây giờ chưa nhìn hình ảnh mà ai mà dám giơ tay mới kinh này. Ông vẫn có những cánh tay ạ. Đây, xin mời các bạn nhìn hình ảnh trên màn hình. Các bạn đoán đây là Xá Lợi gắn liền với nhân vật và sự kiện lịch sử nào ạ? 15 giây bắt đầu. À, có bạn đã giơ tay rồi ạ. Rất nhiều cánh tay các bạn ạ. Rồi, hết giờ. Xin mời ban tổ chức ạ. Hãy chọn ra một bạn khóa sinh. Alo. Em thưa anh, em tên là Nguyễn Tiên Đạt và em đến từ lớp Hoa Sa La. Em đến từ thành phố Hà Nội ạ. Hà Nội. Ok. Em thưa anh là đây là hình ảnh mô tả Xá Lợi của thầy Thích Quảng Đức để biểu tình cho sự kiện phản đối chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và gì nhỉ? Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thực sự là nếu như mà chỉ nhìn như thế này thôi mà suy luận được ra thì cũng khó đấy. Anh nghĩ là bạn cũng phải có được một cái kiến thức cơ bản về sự kiện này rồi. Và chúc mừng em, đấy là một đáp án chính xác. Đây là một cái hình ảnh rất là thiêng liêng. Đây là Xá Lợi trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Và Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Và đúng như bạn nói, đó là để bảo vệ cái sự phát triển của Phật giáo tại miền Nam. Và đó là một trong những cái sự kiện lớn gây chấn động trong cái thế giới tôn giáo nói riêng cũng như là toàn bộ dân chúng nói chung thời đó. Và đây cũng là một những cái sự kiện rất là thiêng liêng của Phật giáo. Và cho đến hiện tại, nếu như anh không nhầm thì Xá Lợi này vẫn đang được gìn giữ và bảo tồn tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin cảm ơn Hoàng. Các bạn khóa sinh của khóa tu năm nay là cũng rất là biết nhiều kiến thức đấy đúng không ạ? Vâng, một tràng pháo tay cho các bạn nữa, những câu hỏi, những câu trả lời rất là hay. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 9. Trong thái dương hệ ngày nay, hành tinh nào quay một vòng quanh mặt trời nhanh nhất? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Nãy giờ bên nam nhiều, bây giờ thử sang bên nữ đi nhở.
Em thưa anh là em tên là Sa Minh Ngân, em đến từ lớp Phượng Đỏ ạ. Em đến từ thành phố Hòa Bình ạ. Đáp án của em là sao Thủy ạ. Đúng không ạ? Có ông nào bảo sai đấy hả? Sao Thủy là một đáp án chính xác. Chúc mừng em. Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất và nằm gần mặt trời nhất trong thái dương hệ. Hành tinh này thì chỉ mất hơn 80 ngày để hoàn thành một vòng quanh mặt trời thôi. Tức là một năm ở trên sao Thủy thì chỉ bằng khoảng chưa đầy 1/4 năm ở trái đất. Đó. Tức là nếu như mà chúng ta ở đây đang là bao nhiêu tuổi nhỉ? 17 tuổi đúng không? Tầm đấy đúng không? 17 tuổi thì nếu như mà lên trên sao Thủy thì xương xương là tầm 72 tuổi đấy, kiểu vậy. Vâng ạ, cảm ơn Hoàng. Và do là chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì thời lượng cũng có hạn, nên là bây giờ thì Dương xin phép sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 như sau ạ. Nhà bác học nào là người đưa ra phát biểu sau đây? Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Sao câu này anh tưởng đây, mình tưởng đây là câu khó luôn ấy. Câu này em xin phép các anh chị tình nguyện viên là cho em được mời được không ạ? Vâng, không biết ai sẽ là người may mắn tại đây là... mời đấy ạ. Không, rất rất xin lỗi các bạn không được mời nhá. Đấy là từ nãy đến giờ thì anh còn nói rằng là hãy làm cho mình nổi bật đi. Thì đấy bây giờ anh mới thấy có bạn nổi bật. Đấy là thay vì bạn đã giơ tay thì bạn đã giơ nón. Đó, thì xin phép mời các bạn đang vẫy nón ở bên kia đúng không ạ? Vâng, rất là biết tạo cách để gây chú ý đúng không ạ? Ôi, phải có một cái gì nổi bật chứ, ở đây 6.000 người mà. Xin mời ban tổ chức sẽ hỗ trợ để chuyển mic cho bạn ạ. Em xin chào tất cả các bạn khóa sinh và chào anh Hà Việt Hoàng và cùng các anh chị tình nguyện viên ở đây ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Ân Giang, em đến từ Osaka và đến từ Hưng Yên ạ. Câu trả lời của em là phát biểu sau đây là phát biểu của nhà bác học Albert Einstein ạ. Và em nghĩ là em đã từng đọc cái này ngay tại cửa nhà chùa mình ạ. Có một cái tấm bia ghi rằng là, và em đã ấn tượng một câu của trong đấy, đó chính là tôi không có trong tôn giáo nào cả, nhưng nếu có một tôn giáo thì tôi tin là tôi sẽ trở thành một Phật tử. Và đó chính là câu nói của Albert Einstein. Thực sự là cái câu trả lời của em làm anh nổi da gà luôn ấy. Thì đấy, quay lại với cái chủ đề vừa nãy mình nói chuyện đúng không? Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều có thể trở thành kiến thức của mình nếu như mình tập trung và tìm hiểu về nó. Câu trả lời của em xứng đáng được 2 phần quà ấy. Thực sự, cảm ơn. Vâng, một tràng tay thật lớn nữa để chúc mừng cho bạn được không ạ? Việt Hoàng có thể chia sẻ thêm một chút về nhà bác học Einstein không ạ? Ở đây chắc là cũng không ai là không biết đến nhà bác học Albert Einstein đúng không ạ? Ông sinh ra tại Thụy Sĩ, nếu như anh nhớ không nhầm. Nhưng sau đó trở thành công dân Đức và cuối cùng là trở thành công dân Mỹ. Và ông là một trong số những nhà vật lý học lỗi lạc của thế kỷ thứ 20. Một trong những nhà khoa học lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Và ông là người đã phát minh thuyết tương phát ông là người phát triển ra thuyết tương đối hẹp, là một trong những cái thuyết vật lý tồn tại cho đến ngày nay và là cơ sở cho những cái thuyết vật lý khác. Có thể coi ông là một trong số những cái tượng đài và một trong những người có những đóng góp lớn nhất cho cái sự phát triển của môn vật lý nói chung và khoa học tự nhiên nói riêng. Và bên cạnh đó thì như bạn ấy cũng vừa nói đấy, ông cũng là một người mà có được một cái sự ủng hộ cũng là một niềm tin rất là lớn đối với Phật giáo. Vâng ạ, xin cảm ơn Hoàng. Vừa rồi thì các bạn khóa sinh đã được trải qua 10 câu hỏi đúng không ạ? Và những câu trả lời, Việt Hoàng có thấy là xuất sắc không ạ?
Nói chung là tỷ lệ đúng là 100% đúng không? À gần. Có mấy ông đồng hương Lạng Sơn là thích thích chơi kiểu đấy thôi. 50-50. Vâng, nhưng câu trả lời của tất cả đúng. Các bạn, thực sự ngày hôm nay anh rất là ấn tượng. Mình rất ấn tượng với lại cái kiến thức của các bạn. Không chỉ là những bạn giơ tay, những bạn được gọi đâu, mà nhìn cái số lượng giơ tay là mình biết rằng là các bạn đều có được một cái sự ham học hỏi và tìm tòi rất là lớn. Vâng ạ, xin cảm ơn Việt Hoàng. Và bây giờ các bạn có muốn đặt câu hỏi cho anh Việt Hoàng không ạ? Sau đây thì anh sẽ mời hai bạn để đặt câu hỏi. Rồi, những bạn nào có câu hỏi dành cho anh Việt Hoàng thì xin mời các bạn hãy giơ cái cao cánh tay của mình lên ạ. Đừng bắt anh giải phương trình hay là làm thơ các thứ nhé. Xin mời ban tổ chức sẽ lựa chọn ạ. Chắc là mình sẽ chọn một bạn nam và một bạn nữ nhỉ. Đây, có một bạn nữ đây rồi. Xin phép mời bạn nữ ở đây trước đi ạ. Em xin chào anh, chào Việt Hoàng với cả tất cả những chị hướng dẫn viên ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Anh Thư, đến từ Hải Dương ạ. Và ở lớp Bộ Công Anh ạ. Em muốn hỏi anh là anh có niềm đam mê gì về môn Anh và anh có thể chia sẻ những cái mà bí kíp có thể học những cái từ vựng nó dễ dàng hơn đúng không ạ? Đầu tiên là cái tên của em làm anh hơi giật mình. Tiếng Anh đúng không? Tiếng Anh là một môn mà anh rất là thích. Cũng nói vui đấy là cái ngoại ngữ đầu tiên mà anh tự học thì không phải là tiếng Anh. Nhưng mà tiếng Anh là cái môn mà anh học từ chắc là bây giờ là cũng phải được tầm 17-18 năm. Và anh luôn luôn nghĩ rằng là cái kỹ năng ngoại ngữ là một trong những kỹ năng quan trọng với các bạn trẻ bây giờ để mà có thêm những cơ hội trong cả học tập và làm việc. Đối với anh thì anh học tiếng Anh, đặc biệt là học từ vựng ấy, anh có một cái phương pháp. Đấy là cái phương pháp nó gọi là repetition. Tức là mình sẽ học cái lượng từ vựng đó theo một cái chu kỳ. Sử dụng một cái nó gọi là hệ thống linear, là hệ thống mà các em cứ tưởng tượng nhá. Mình giả sử đi, mình có trước mặt mình có 5 cái hộp. Và số lượng từ vựng mà ngày hôm nay mình học ấy, mình sẽ để nó vào cái hộp đầu tiên. Cái hộp đầu tiên đấy mình sẽ ôn lại sau mỗi ngày. Tức là ngày hôm sau mình sẽ đọc lại cái lượng từ vựng này đúng không? Và những từ nào mà mình nhớ rồi mình sẽ chuyển nó sang cái hộp thứ hai. Những từ nào mình chưa nhớ mình vẫn để nguyên ở hộp đầu. Cái hộp thứ hai ấy mình sẽ ôn 3 ngày một lần. Đó. Tức là 3 ngày sau mình mới mở cái hộp thứ hai đấy ra. Trong đó là những cái từ mà 3 ngày trước mình đã nhớ rồi ấy. Nếu mà mình vẫn còn nhớ nó, mình đưa sang hộp thứ ba. Và cứ như thế, hộp thứ ba sẽ là một tuần một lần chẳng hạn. Hộp thứ tư là 10 ngày. Và hộp thứ năm là 2 tuần một lần chẳng hạn. Và khi mà các bạn học những cái từ vựng ở những cái hộp sau mà các bạn quên nó rồi, các bạn ngay lập tức đưa nó lại trở về hộp đầu tiên. Và chúng ta lại quay lại với cái chu kỳ đó. Thì một ngày nếu như bạn học khoảng tầm 50 từ vựng, thì đến ngày hôm sau các bạn có thể nhớ được khoảng tầm từ 20 đến 30 đã là một cái sự thành công rồi. Đó. Thì khi đó khi mà các bạn đưa được cả 70 từ vựng đó từ hộp thứ nhất qua đến hộp thứ năm và kết thúc, tức là khi mà các bạn mở hộp thứ năm ra các bạn vẫn nhớ nó là cái gì, thì khi đó các bạn đã đưa được cái từ vựng đó vào trong đầu. Còn cái việc mà các bạn đưa được từ vựng vào trong đầu nhưng các bạn không sử dụng thì đấy là cái cách sử dụng tiếng Anh của các bạn, thì cái đó anh không thể can thiệp được. Vì đương nhiên là các bạn học từ vựng thì bạn cần phải giao tiếp đúng không, cần phải thực hành nó, thì đấy là cái môi trường giao tiếp như nào, môi trường thực hành như nào, đấy là do mỗi người. Mình có thể có bạn bè, có thầy cô, có những người bạn nước ngoài, vân vân. Thì đó là cách để mình sử dụng cái vốn từ của mình. Còn cái việc mình ghi nhớ từ vựng thì anh thường sử dụng cái hệ thống đó. Và có một cái nữa đấy là khi mà em học một cái từ vựng tiếng Anh ấy, em đừng bao giờ học theo kiểu word by word, tức là cái này nó nghĩa là gì. Ví dụ khi mà các em học một cái từ vựng như là hard, H-A-R-D ấy, các em sẽ học là hard, tính từ nó là khó đúng không? Ví dụ a hard question là một câu hỏi khó đúng không? Thì chúng ta không nên học hard chỉ có nghĩa là khó. Đó. Ví dụ bây giờ mình có một câu rất là hay, đây là work hard, play hard. Thế nó có nghĩa là học khó, làm khó à? Đúng không? Nó tức là học đến nơi, chơi đến chốn. Tức là hard đây là phải cố gắng, đúng không? Đó, kiểu vậy. Thì nói vui vui là khi mình học một cái từ ấy, mình phải học cả cái từ nguyên của nó. Tức là nó là tính từ hay danh từ, nó có những cái nghĩa như nào, nó được dùng trong câu như nào, và cái dạng danh từ, dạng động từ của nó là gì.
nó sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng như anh nói đấy, chẳng thà mình học chậm nhưng mình chắc, còn hơn là mình cứ cố gắng là tôi phải học được 50 từ hay 100 từ một ngày, nó không có tác dụng gì cả. Thì đấy là cách mà anh học tiếng Anh. Em rất cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Bây giờ thì đến với một câu hỏi của một bạn bên khóa sinh nam nhá. Chào anh, em tên là Đào Anh Huy. Em đến từ lớp Tường Vi Đỏ ạ. Em đến từ Phú Thọ ạ. Ôi, Phú Thọ. Em ở đâu Phú Thọ? Em ở Đoan Hùng ạ. Trước anh ở Việt Trì. Dạ. Cũng là 19, đồng hương 19. Ok. Em có một câu hỏi là chắc hẳn các bạn ở đây cũng đã và sẽ gặp cái tình trạng này, đó là tình trạng học tủ ạ. Anh có thể chia sẻ về để giúp các bạn có thể học tập tốt cũng như là có nhiều kiến thức hơn đúng không ạ? Đúng. Học tủ là một cái vấn nạn, anh phải dùng cái từ vấn nạn tại vì nó không có bất kỳ một tác dụng nào cả. Có nhiều người sẽ nhầm lẫn học tủ với học chuyên. Tức là sẽ có những bạn sẽ thích học cái môn này hoặc các bạn ấy học giỏi cái môn đó. Các bạn sẽ học chuyên về cái môn đó. Nhưng mà học tủ là các bạn sẽ học hẳn về một môn, hoặc là trong cái môn đấy các bạn học hẳn về một cái dạng nào đấy để phục vụ cho mục đích thi thố, hay là mục đích các bài kiểm tra, hay là bất kỳ mục đích gì cả. Và đặc biệt là có, anh nghĩ là nói đến học tủ là các bạn hay nói đến văn học. Văn học các bạn học tủ rất là nhiều. Là đi thi mà học khổ 1, học khổ 1 với khổ 3 đấy, thôn vĩ dạ mà nó vào khổ 2 đấy, là bị tủ đè các thứ đấy. Đấy. Thì anh muốn nói rằng là cái học tủ đấy nó không có tác dụng gì cả. Các bạn được 9 điểm nhờ các bạn học tủ, điều đấy không đánh giá các bạn là một người học giỏi. Nhưng nếu các bạn học một cách, tức là các bạn học một cách hiểu sâu cái tác phẩm đó, hay là hiểu sâu cái vùng kiến thức đó, và kể cả khi đi thi ấy, các bạn viết bằng cái ý hiểu của mình, thì có thể điểm các bạn sẽ là tầm 7 hoặc 8 đi. Nhưng quan trọng là các bạn đưa được cái góc nhìn của mình vào trong cái bài làm. Đấy là cái điều rất quan trọng. Bởi vì sao? Sau này khi các bạn lên đại học hay là khi các bạn ra đời, sẽ không ai hỏi các bạn là một câu hỏi cố định và nó có một câu trả lời cố định. Tức là cái việc các bạn học tủ nó không có tác dụng gì cả. Mà người ta sẽ hỏi một câu hỏi và các bạn phải trả lời theo ý hiểu của mình. Thì khi đó các bạn mới thấy rằng là cái việc học tủ nó không có tác dụng. Và thay vào đó, hãy học một cách thực sự sâu và thực sự hiểu. Anh phải nói lại một lần nữa, không biết là đây là lần thứ bao nhiêu trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Đấy là chẳng thà mình đi chậm mà mình đi chắc. Cái việc học, ví dụ như một bài thơ có 4 khổ, mình học thêm 1 khổ nó không tốn bao nhiêu thời gian. Trừ khi các bạn muốn lấy điểm 9 môn ngữ văn thì các bạn sẽ phải học cả một buổi thôi. Chứ các bạn có học những cái ý nghĩa về nội dung, về nghệ thuật, về chơi chữ, về câu từ không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng điều đó giúp cho các bạn hiểu sâu về tác phẩm, về tác giả, hiểu sâu về nội dung, về nghệ thuật hơn. Và nó làm giàu cho cái tâm hồn, làm giàu cho cái cách biểu đạt, cách diễn đạt từ ngữ. Nó giúp cho các bạn có được cái kỹ năng giao tiếp tốt hơn khi mà các bạn bước ra cuộc sống sau này. Đấy là những cái lợi ích lâu dài. Và anh muốn nói rằng là đừng bao giờ học tủ, nó sẽ không có bất kỳ một cái tác dụng nào cả. Vâng, em cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn các câu hỏi đến từ các bạn khóa sinh. Và ngày hôm nay thì anh xin phép được bật mí với các bạn một điều cũng rất là đặc biệt về anh Việt Hoàng, có liên quan đến Phật giáo. Các bạn biết là gì không ạ? Thôi anh xin nói luôn nhé. Anh Việt Hoàng cũng là một Phật tử các bạn ạ. Và anh Việt Hoàng đã quy y Tam Bảo rồi. Và anh Việt Hoàng có thể bật mí pháp danh của anh là gì được không ạ? Pháp danh của anh là Hoàng Long. Ở đây có ai tên là Hoàng Long không? Tên là Long thì chắc là nhiều. Vâng. Mấy ông đằng kia hỏi cái gì cũng giơ tay đó, rất là nghi. Vâng, có những bạn rất nhiệt tình, hỏi câu nào cũng giơ tay. Và anh Việt Hoàng đã là một Phật tử rồi các bạn ạ. Thế còn các bạn trong khóa tu mùa hè này cũng sẽ sắp trở thành Phật tử rồi. Đấy, còn chương trình về phía sau thì anh sẽ xin phép không bật mí để cho các bạn có một chút tò mò. Đấy, và bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì sau đây thì xin mời các bạn khóa sinh cũng như là anh Việt Hoàng cùng toàn thể đại chúng sẽ đến với bài hát Review Trái Tim Khóa Tu Mùa Hè do Quán Quân Đồ Rê Mí 2008. Bạn Hà Phạm Anh Thư sẽ biểu diễn. Xin mời các bạn. Vâng, và ca sĩ Hà Phạm Anh Thư, các bạn có biết là gì không ạ? Cũng là một Phật tử rồi các bạn ạ. Xin các bạn hãy dành một tràng tay thật lớn để cùng chào đón ca sĩ Hà Phạm Anh Thư ạ. Trái tim to yêu khóa tu
Các bạn ơi, các bạn có thể vẫy tay thật cao lên được không ạ? Vâng ạ, xin mời ca sĩ Hà Phạm Anh Thư sẽ lắng lại sân khấu một chút ạ. Các bạn thấy ca khúc vừa rồi có hay không ạ? Nếu hay thì cho một tràng tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, và ngày hôm nay thì rất là xin cảm ơn Hà Việt Hoàng cũng như Hà Phạm Anh Thư đã đến với chương trình. Và đến với chương trình thì cũng có một món quà nho nhỏ. Và sau đây thì chúng con xin được cung thỉnh sư thầy Thích Trúc Quang Hưng, phó trưởng ban tổ chức chương trình khóa tu mùa hè năm 2023 tại Chùa Vàng, sẽ tiến lên sân khấu để có một phần quà dành tặng cho cả hai bạn ạ. Xin mời các bạn hãy dành một tràng tay thật lớn ạ. Thầy xin được kính chào đến diễn giả cũng như là ca sĩ Anh Thư cũng như là toàn thể các con khóa sinh. Chúng ta đã có một buổi giao lưu có không? Hay không ạ? Bổ ích không? Chắc là lại quên rồi. Bổ ích không nhỉ các con nhỉ? Bổ ích, rất bổ ích, cực kỳ bổ ích. Oh yeah! Rồi, thưa với con là trước hết là thầy sẽ xác nhận với anh Hoàng là chữ chúc trong pháp danh của sư phụ và của các thầy cũng là ý nghĩa là thuộc thiền phái Chốt Lâm Yên Tử. Đó là một chia sẻ rất là chính xác. Và thêm nữa là các con thấy hôm nay thầy có thấy rằng là những chia sẻ của anh Hoàng rất là thiết thực, rất là gần gũi. Và thực sự là các con thấy là anh cũng là người như chúng ta, nhưng với những phương pháp và những cách thức học mà có được những cái kết quả như vậy, thì đó chính là cái mục tiêu của ban tổ chức từ trên sư phụ này, chư tăng, các bậc Phật tử khi mời những diễn giả như anh Hà Việt Hoàng đến với chia sẻ với các con này. Các con có thể thấy rằng gì, bản thân mình nếu như chúng ta có quyết tâm này, đặt ra mục đích này, như anh Hoàng chia sẻ, đặt ra mục đích này rồi có kỷ luật để thực hiện mục đích đó, thì các con chắc chắn sẽ đạt được những cái thành công trong cuộc sống. Và thêm nữa là gì, chúng ta sau mỗi thất bại phải biết đứng dậy ở thất bại đó. Như Hoàng nói là gì, ngã ở đâu là đứng dậy ở đó, chứ không phải ngã ở đâu là nằm ở đó.
Đấy, một lần nữa thì thay mặt nhà chùa xin cảm ơn Hà Việt Hoàng rất nhiều. Siêu Diệu Lệ, chương trình Siêu Diệu Lệ Việt Nam đã đến với chương trình. Và cũng xin cảm ơn ca sĩ Anh Thư, quán quân Đồ Đêm Mí năm 2008. Cũng đã đem lời ca tiếng hát và hát những bài hát của Chùa Ba Vàng để đến với khóa tu mè Chùa Ba Vàng. Một nữa các con hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn giã nữa để cảm ơn anh chị đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thì ban tổ chức cũng có những bó hoa tươi thắm tình cảm của ban tổ chức này cũng như là các con khóa sinh. Rồi, xin phép đại diện tặng anh nhá, con nhất trí không? Rồi, xin cảm ơn Hà Việt Hoàng đến với... Vâng ạ, một tràng vỗ tay thật lớn và giòn giã nữa để cảm ơn anh Hà Việt Hoàng đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là anh Hà Việt Hoàng sẽ là một diễn giả quen thuộc của Chùa Ba Vàng để có thể chia sẻ đến nhiều khóa tu hơn nữa và đến với nhiều bạn trẻ nữa, để các bạn trẻ chúng ta có thể biết được rằng là gì. Chúng ta hãy làm những việc mà chúng ta đề ra, đặt ra với kỷ luật cao nhất. Đừng từ bỏ, vì như Hoàng nói, nếu chúng ta từ bỏ là chúng ta sẽ coi như là thua cuộc luôn. Nhưng ta làm cho ít nhất chúng ta vẫn có được những kinh nghiệm, những bài học, kể cả chúng ta có vấp ngã, để sau đấy khi chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ có được những phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Một nữa xin cảm ơn anh Hà Hoàng rất nhiều. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn giã nữa nào. Dạ vâng ạ, một lần nữa thì chúng con xin được tri ân chân quý thầy và xin dành một lời cảm ơn rất là sâu sắc đến với Hà Việt Hoàng cũng như là Hà Phạm Anh Thư đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt với hai vị diễn giả, với vị diễn giả và ca sĩ của chúng ta ngày hôm nay, thì xin mời toàn thể các bạn khóa sinh chúng ta hãy giơ thật cao tay của mình và cùng hát vang ca khúc Khóa Tu Mùa Hè Kết Tình Bạn Muôn Phương để dành tặng cho diễn giả cũng như ca sĩ của chúng ta ngày hôm nay nhé. Vâng ạ, xin mời các bạn chúng ta trời ta. Chúng ta sẽ cùng đứng lên ạ. Và dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài hơn nữa để cảm ơn các vị khách mời siêu trí tuệ Hà Việt Hoàng và quán quân Đồ Đêm Mí năm 2008 ca sĩ Hà Phạm Anh Thư đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và giờ này thì xin mời toàn thể các bạn hãy cùng vỗ tay để chào tạm biệt siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng và ca sĩ Phạm Anh Thư nhé. Các bạn hãy vỗ thật cao cánh tay của mình lên được không ạ? Kính thưa quý vị khán giả, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình thông qua mạng trực tuyến ngày hôm nay. Và chiều nay, vào tối nay vào lúc 19:30 sẽ diễn ra chương trình Hiểu Nhân Quả, Mình Cùng Nhau Hướng Thiện do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng tại khóa tu mùa hè lần 2 năm 2023. Và bên cạnh đó, các chương trình trong những ngày tới của khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần thứ 2 sẽ được tiếp tục cập nhật trên các trang truyền thông đưa tin về hoạt động của Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh, câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng, câu lạc bộ Cúc Vàng và câu lạc bộ La Hầu La. Xin kính mời quý phụ huynh và toàn thể quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng năm 2023. Con sẽ lớn khôn, kết bạn bốn phương, búp sen hồng, thắp sáng trí tuệ. Bốn khóa tu dành cho các độ tuổi khác nhau với những chương trình hoạt động ý nghĩa nhưng không kém phần thú vị sẽ giúp cho các bạn trẻ có những trải nghiệm đặc biệt trong mùa hè tại chốn Thiền Môn Ba Vàng. Để từ đó, các bạn có thêm hành trang, tư lương về xây dựng nền tảng đạo đức, trí tuệ nhân quả, giúp vững bước trong cuộc đời.
Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng: website chuabavang.com, thầy Thích Trúc Thái Minh.com, YouTube Chùa Ba Vàng, YouTube thầy Thích Trúc Thái Minh, Facebook Chùa Ba Vàng, Facebook thầy Thích Trúc Thái Minh, Facebook câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng, Facebook câu lạc bộ La Hầu La. Hãy đến với khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng năm 2023, nơi viết lên những chương thanh xuân rực rỡ của tuổi trẻ.